Alo. Hội thảo trực tuyến cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học. Medlatech đã tổ chức thành công rất nhiều hội nghị tập huấn, cấp chứng nhận đào tạo liên tục CME cho hàng nghìn cán bộ y bác sĩ. Lần đầu tiên, Medlatech tổ chức hội thảo trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về xét nghiệm di truyền, cập nhật những nghiên cứu mới nhất, phương pháp hiện đại nhất về di truyền y học. Đây là cơ hội hiếm có để các y bác sĩ tham dự đào tạo và hội thảo online, cập nhật kiến thức mới nhất, phục vụ hiệu quả hơn về chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, thông qua chương trình hội thảo này, y bác sĩ được Medlatech cấp chứng nhận đào tạo liên tục CME. Phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech vào 15 giờ đến 17 giờ 30 ngày 19 tháng 5. Chương trình trực tuyến đầu tiên được chia sẻ bởi Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Chức sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nguyên Phó trưởng Bộ môn Di truyền, Đại học Y Hà Nội, chuyên gia di truyền hệ thống y tế Medlatech. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan, chuyên gia di truyền y học có 109 công trình nghiên cứu khoa học đã công bố ở các tạp chí trong nước và nước ngoài. Trong đó, một số công trình được áp dụng trong thực tiễn tại các bệnh viện sản trung ương cũng như các trung tâm sản khoa địa phương. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ là chủ nhiệm đề tài nhánh, đề tài cấp nhà nước, đồng chủ nhiệm đề tài cấp bộ, thư ký đề tài cấp bộ, nghiên cứu viên chính của các đề tài cấp nhà nước và cấp bộ. Với những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn dày dặn, những cống hiến trong ngành di truyền, Phó giáo sư Ngọc Lan đã được nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận bằng các giải thưởng danh giá. Những chia sẻ của Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan trong hội thảo trực tuyến do Medlatech tổ chức lần này sẽ là kho tàng kiến thức quý giá, cập nhật nhanh nhất tới y bác sĩ tham dự. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa toàn thể quý vị, chỉ còn một ít phút nữa thôi, hội thảo trực tuyến chuyển đổi số đầu tiên về cập nhật kiến thức mới về di truyền y học sẽ chính thức được bắt đầu. Kính đề nghị các quý bác sĩ đồng nghiệp truy cập vào đường link trực tuyến phát sóng trực tiếp qua chương trình của ứng dụng Teams đã được ban tổ chức tạo mã QR trên banner chương trình. Quý vị có thể dễ dàng truy cập theo cú pháp họ tên và năm sinh. Thưa quý vị, trong khám chữa bệnh không thể thiếu được vai trò của xét nghiệm cận lâm sàng, từ đó giúp bác sĩ làm lâm sàng có đầy đủ các cơ sở chẩn đoán bệnh sớm, chính xác cũng như đưa ra các quyết định điều trị thành công, làm giảm chi phí hoặc đưa ra phương pháp dự phòng và ngăn chặn sự phát triển của các mầm bệnh. Đặc biệt, trong bước tiến vượt bậc của nền y học hiện đại, những xét nghiệm di truyền có ý nghĩa giải mã gen tiềm ẩn trong cơ thể, từ đó giúp bác sĩ đưa ra phương hướng can thiệp, theo dõi và điều trị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị và phòng bệnh cho người dân được tốt nhất qua công việc khám kiểm soát dễ dàng cơ thể có nguy cơ mang gen bệnh hay không. Với hành trình gần 3 thập kỷ đồng hành chăm sóc sức khỏe người dân Việt, Medlatech tự hào là hệ thống y tế tư nhân có mạng lưới phủ rộng nhất Việt Nam với một bệnh viện, 13 phòng khám đa khoa, 29 phòng khám chuyên khoa xét nghiệm, gần 200 điểm thu gom mẫu trên toàn quốc và một trung tâm xét nghiệm tại Campuchia. Đặc biệt, Medlatech có thế hệ sở hữu trung tâm xét nghiệm hiện đại số 1 tại Việt Nam với hệ thống máy móc đồng bộ, tự động hóa hoàn toàn, thực hiện quản lý song hành hai tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15189-2012 và tiêu chuẩn CAP, cũng như tuân thủ đồng bộ cùng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Vì vậy, Medlatech có năng lực thực hiện hơn 2.000 danh mục xét nghiệm thuộc đầy đủ các chuyên khoa hóa sinh, huyết học, miễn dịch, sinh học phân tử với chất lượng được công nhận tại các bệnh viện trung ương trong nước cũng như được thừa nhận và sử dụng tại 90 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Riêng về mảng xét nghiệm di truyền, Medlatech đáp ứng đầy đủ các di truyền sàng lọc, di truyền hỗ trợ chẩn đoán. Các xét nghiệm gen này mang nhiều ý nghĩa như sàng lọc trước sinh, trước chuyển phôi, sơ sinh, cộng đồng, phát hiện nguy cơ ung thư BRCA1, BRCA2 gây hội chứng ung thư vú, bùng trứng di truyền, chẩn đoán sớm sự có mặt của ctDNA giải phóng vào tuần hoàn, hỗ trợ chẩn đoán xác định đột biến gen ABC trong hội chứng đa polyp gia đình, tiên lượng bệnh ung thư tuyến giáp mang đột biến BRAF V600E có tỷ lệ tái phát và di căn cao.
điều trị đích cá thể hóa đột biến gen EGFR, AKLA, KRAS, BRCA, BRCA đánh giá đáp ứng đột biến nhạy thuốc, đột biến kháng thuốc, dược lý di truyền. Với ý nghĩa mang đến quý bác sĩ đồng nghiệp cơ hội cập nhật kiến thức, thông tin xét nghiệm mới nhất về di truyền y học một cách thuận lợi, dễ dàng với phạm vi trên toàn quốc. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa Meditech chính thức tổ chức hội thảo trực tuyến đầu tiên có chủ đề cập nhật kiến thức mới về di truyền y học. Kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian dài lên kế hoạch và chuẩn bị của ban tổ chức, hôm nay chúng tôi vô cùng vui mừng được chào đón quý bác sĩ đồng nghiệp trên toàn quốc đang theo dõi trên fanpage của chúng tôi. Cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể các quý vị, cũng như chúc chương trình thành công rực rỡ. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự chương trình gồm có: về phía Meditech có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan, chuyên gia di truyền hệ thống y tế Meditech, nguyên Phó trưởng Bộ môn Y sinh học di truyền Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cùng với các cán bộ phòng đào tạo, ban kế hoạch Meditech Group. Về phía khách mời hội thảo có sự tham gia kết nối trực tuyến của hàng nghìn các bác sĩ công tác trong hệ thống y tế Meditech, quý bác sĩ đối tác của Meditech cùng đông đảo các bác sĩ đồng nghiệp trên toàn quốc. Và để quý vị không chờ đợi, ngay sau đây xin trân trọng kính mời chuyên gia Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan trình bày bài báo cáo cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý đồng nghiệp, hôm nay tôi xin thay mặt cả nhóm để trình bày một cái bài tổng quan về di truyền y học, là một bài mở đầu đầu tiên trong cái chuỗi liên quan đến các bệnh di truyền, liên quan các cái xét nghiệm chẩn đoán và điều trị của bệnh di truyền. Nội dung hôm nay chúng tôi trình bày liên quan đến 7 phần. Đầu tiên chúng ta muốn hiểu là khái niệm di truyền y học là gì. Di truyền y học là vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế bệnh tật di truyền và điều trị. Như chúng ta đã biết là các bộ phận của cơ thể đều chịu sự chi phối của các gen, nên di truyền liên quan mật thiết đến tất cả các chuyên khoa. Về bệnh lý di truyền cũng xuất hiện ở tất cả các chuyên khoa, như chuyên khoa sản, di truyền trong nhi khoa, di truyền trong sản khoa, trong tim mạch, di truyền nội tiết, đái tháo đường, chuyển hóa, trong ung thư, tim mạch, rồi là di truyền trong tai mũi họng, thần kinh, tâm thần, đặc biệt là cái di truyền trong cả dược lý nữa. Di truyền y học cũng bao gồm cả tư vấn di truyền, trong đó những thông tin về nguy cơ, về tiên lượng, về điều trị bệnh được truyền tải cho người bệnh và gia đình người bệnh. Các bệnh di truyền hiện nay đã chiếm một tổng lượng lớn trong các bệnh, nó chiếm khoảng 55%. Di truyền cũng cung cấp một nền tảng cho chúng ta để chúng ta hiểu biết về cơ chế sinh học cơ bản của cơ thể sống, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn các quá trình sinh lý bệnh, có thể giúp phòng ngừa bệnh và điều trị bệnh có hiệu quả. Vì vậy nên di truyền y học rất quan trọng với trong thực hành lâm sàng. Theo thống kê ở bệnh viện Anh thì đã thấy là trước đây, từ những thế kỷ trước thì cái bệnh nhiễm trùng là chiếm chủ yếu, nhưng ngày nay thì cái bệnh di truyền chiếm một phần lớn, nó chiếm nửa tổng số trong các bệnh tật. Di truyền y học đã nghiên cứu những di truyền về tế bào và di truyền phân tử, nó xác định những vị trí các gen gây bệnh trên nhiễm sắc thể, phân tích cơ chế phân tử của các bệnh, các gen gây bệnh và sàng lọc chẩn đoán điều trị bệnh lý phân tử. Và người chúng ta có khoảng 20 đến 25.000 gen. Các bệnh di truyền được phân vào các nhóm bệnh bất thường về những cơ thể, di truyền đơn gen, di truyền đa gen đa nhân tố, di truyền trong di thể, tức là những di truyền trong gen. Ngoài ra còn có hệ di truyền ngoài gen là epigenetic, là di truyền biểu sinh hay di truyền ngoại sinh. Trong các dạng bất thường về di truyền, chúng ta nhìn thấy là có đến 55% các bất thường trong tổng số các bệnh tật thì bất thường di truyền, trong đó các bất thường liên quan đến nhiễm thể chiếm khoảng 25%. Các bất thường ở các bản các cái vi mất đoạn, tức là copy number variant, khoảng chiếm 10%. Các cái di truyền đơn gen chiếm khoảng 20%. Các di truyền đa nhân tố chiếm khoảng 40%. Và các cái di truyền liên quan ung thư đến quái thai khoảng 5%. Như vậy thì di truyền chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong cái bệnh lý, về các cái bệnh lý bệnh tật.
Trong cái phần đầu tiên tôi muốn trình bày đến là các cái bệnh lý liên quan thuộc bất thường nhiễm cơ thể. Trong bất thường nhiễm cơ thể chúng tôi chia làm người ta chia làm hai loại là bất thường về số lượng và bất thường về cấu trúc. Trong bất thường về số lượng chúng ta cũng chia làm hai loại là bất thường đa bội và lực bội. Cái đa bội là khi người ta muốn nói đến là bội nhiễm cơ thể tăng theo bội số của N, có thể là 3N là 4N, ở người chúng ta 3N sẽ là 69 nhiễm cơ thể. Tam bội gặp với tỷ lệ rất là thấp, khoảng 1 trên 10.000 ca sinh sống, nhưng nó chiếm khoảng 15% các bất thường nhiễm thể xảy ra trong thai kỳ. Có thể nguyên nhân là một trứng thụ tinh với hai tinh trùng, hoặc một trứng thụ tinh một tinh trùng với có một cực cầu, hoặc một trứng, hoặc là lỗi trong quá trình giảm phân tạo giao tử. Đây là một hình ảnh mà liên quan với một cái đa bội ở thai mới đẻ ra. Thì trong siêu âm thường thấy là các bất thường liên quan đến tam bội thường là thai chậm phát triển trong tử cung và bất cân xứng giữa các phần của thai. Một cái dạng bất thường về tam bội như chúng ta nói thì khả năng sống sót rất ít, nhưng một loại bất thường mà liên quan đến số lượng lệch bội khả năng sống sót nhiều hơn. Lệch bội khi người ta muốn nói đến là bộ nhiễm cơ thể tăng thêm hoặc bớt đi một vài chiếc cổng cặp nào đó. Công thức nó sẽ là 2N cộng trừ 1 hoặc 2N cộng trừ 2. Trong các dạng liên quan đến các lệch bội này thì monosomy trên nhiễm cơ thể thường thì gần như không có, mà cái monosomy trên nhiễm thể ít là chúng ta gặp. Một hội chứng điển hình đấy là hội chứng Turner. Với cái công thức phổ biến là 45x. Ngoài ra cái những cái dạng liên quan đến dư thừa nhiễm thể gọi là hội chứng trisomy, thì trong các hội chứng trisomy chúng ta có hội chứng Down, Edwards, Patau hay hội chứng Klinefelter-Jacob hoặc là hội chứng 47xxx. Thì các hội chứng mà này thì trong đó hội chứng Down là chúng ta thấy là liên quan đến chậm phát triển trí tuệ một cách rõ ràng. Hội chứng Klinefelter hay Jacob hay hội chứng 47xxx này thì liên quan đến vấn đề của sinh sản. Nó bất thường tương tự như trong bất thường cái rối loạn, cái cơ chế gây nên cũng là liên quan đến tương tự như cơ chế của đa bội, nhưng ở đây thì nó liên quan đến các một vài cặp nhiễm thể không phân ly, có thể xảy ra ở dòng tinh hay dòng trứng, có thể xảy ra trong quá trình phân cắt và phát triển của phôi. Đấy. Các bệnh lý trong các cái bất thường nhiễm thể ở lệch bội chúng ta thấy hội chứng đa có tỷ lệ vẫn là đầu là nhiều nhất, và các hội chứng Down để lại cái hậu quả liên quan đến chậm phát triển trí tuệ và những cái dị tật khác, nhưng chậm phát triển trí tuệ là gần như đeo đẳng với hội chứng Down. Ngoài ra những hội chứng khác như hội chứng Jacob 47XII hoặc là hội chứng ba nhiễm cơ thể XXX này thì tỷ lệ khoảng 1 trên 1.000 trẻ sống. Hội chứng Klinefelter nó liên quan vấn đề của sinh sản. Trong hội chứng Klinefelter này trí tuệ có thể gần như bình thường, nhưng cái người nam ấy có thể có cái khả năng hạn chế cái sự sinh sản hoặc là không có khả năng sinh sản. Trong các bất thường về cấu trúc, chúng ta chia làm hai loại là dạng bất thường cân bằng và dạng bất thường không cân bằng. Trong dạng bất thường không cân bằng này, khi chúng ta muốn nói đến là bộ nhiễm cơ thể nó có vật liệu di truyền có thể dư thừa hoặc thiếu. Trong cái ví dụ đầu tiên, chúng tôi nói đến muốn mất đoạn. Mất đoạn là hiện tượng mà chúng ta mất đi một phần vật liệu di truyền, và vì vậy nó có thể ảnh hưởng đến cái kiểu hình. Cái hội chứng hay gặp nhất là hội chứng vi sót trong mất đoạn nhỏ của nhiễm thể 22. Cái tỷ lệ sinh sống khoảng 1 trên 3.000 đến 1 trên 4.000 trẻ sinh sống với các cái bất thường liên quan đến giảm sản bất sản tuyến ức và tuyến thận giáp, và có thể nó dẫn đến suy giảm miễn dịch tế bào lympho T và chứng suy giáp thường hệ tim mạch. Ở đây chúng tôi làm ở trong trước sinh thì cái hội chứng đi sót chúng tôi gặp mà tương đối nhiều liên quan bất thường của hệ thống tim mạch. Vì vậy nên trong trước sinh mà siêu âm có bất thường tim mạch đặc biệt liên quan đến túi trứng pha lô thì cái chúng ta cần đưa ra những xét nghiệm để chẩn đoán những cái vi mất đoạn liên quan đến hội chứng đi sót này. Và cái dự báo nguy cơ dương tính đối với cái túi trứng pha lô xét nghiệm chúng tôi nó là khoảng 1 trên 7, có nghĩa là 7 trường hợp pha lô thì có thể có một trường hợp liên quan đến hội chứng đi sót hoặc là một số những hội chứng khác nữa. Cái hội chứng mà liên quan đến cái dạng không cân bằng nữa là nói đến thêm đoạn, cũng là một cái ví dụ liên quan đến nhân đoạn của nhiễm thể 22, vùng nhánh dài vùng 1 băng 1 băng phụ 2 này. Các đặc điểm của cái tình trạng này nó rất là khác nhau. Nó có thể ngay từ giữa các thành viên, có thể nó biểu hiện các triệu chứng lâm sàng hoặc nó có thể không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Có thể có những dấu hiệu chậm phát triển tâm thần hoặc là chậm phát triển trong học hành, học tập và tăng trưởng chậm dẫn đến tầm vóc rất là thấp và có cái nhược cơ. Còn có những trường hợp mà không có khuyết tật về cả thể chất lẫn trí tuệ rõ ràng. Đây là một cái gia hệ mà chúng ta thấy là ở người bố và người mẹ mang cái lập đoạn này nhưng ở trạng thái chỉ là diệt tử, tức là một cái nhiễm thể tăng lập đoạn thôi. Thì có một cậu con trai lấy cả hai cái này thì dẫn đến là cái bất thường mà chúng ta nhìn thấy ở đây với những cái biểu hiện là chậm phát triển trí tuệ rồi chậm phát triển học tập. Còn những cái trường hợp mà cũng mang lập đoạn nhưng ở trạng thái diệt tử thì chúng ta nhìn thấy là kiểu hình gần như bình thường. Trong cái loại bất thường cấu trúc, chúng ta nói đến dạng cân bằng là cái dạng thứ hai sau cái bất thường về cấu trúc dạng không cân bằng.
thì thường là nó không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể để lại những hậu quả nặng nề ở con cái. Dạng cân bằng là chúng ta không mất vật liệu di truyền đi, nó chỉ ở có thể chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Trong cái dạng cân bằng đầu tiên chúng ta nói đến chuyển đoạn cân bằng là chuyển đoạn tương hỗ. Ở người mang chuyển đoạn tương hỗ là chuyển đoạn ở các nhiễm bất thể không phải tâm đầu với nhau, thì cái karyotip thường là 46 nhiễm bất thể và mang một cặp nhiễm thể chuyển đoạn này, thì thường là cái kiểu hình là gần như bình thường với vật liệu di truyền. Là trisomy một phần nào đấy hoặc mất đoạn thứ phát monosomy một phần nào đấy và gây ra những hậu quả mà dẫn đến là vì những cái lý do đấy họ mới đến chúng ta, chứ còn nhìn ở bề ngoài gần như chúng ta không biết được. Đây là một gia đình có chuyển đoạn tương hỗ ở dạng thái 46 chuyển đoạn dẫn nhiễm thể số 5 và số 6, như ở dạng thái cân bằng tất cả các con đều có giống mẹ, đều có kiểu hình tương đối là tốt. Dạng thứ hai là chuyển đoạn hòa nhập tâm với cái chuyển đoạn mà cắt giữa nhiễm thể tâm đầu với nhau. Nó tạo nên một cái karyotip ở người mang chuyển đoạn này là 45 nhiễm thể, mất 2 đi nhiễm thể tâm đầu, thêm vào đó là một nhiễm thể chuyển đoạn giữa hai nhiễm thể tâm đầu, có thể là giữa DD với lại hoặc là giữa D với G hoặc là giữa G nhóm G với nhau. Thì đây là hậu quả của một cái chuyển đoạn hòa nhập tâm người mang chuyển đoạn là 45 nhiễm thể người mẹ này, thì đã cho con mà tạo ra một trường hợp đau 46 nhiễm thể. Hậu quả của chuyển đoạn không cân là dẫn đến là họ sẽ cho một cái chuyển đoạn bất thường này cộng với một cái nhiễm thể 21 bình thường này. Và như vậy thì vô hình chung người phụ nữ này đã cho con hai bản nhiễm thể 21 này và cộng với một cái bản nhiễm thể 21 người bố cho, dẫn đến hiện tượng là hội chứng đau. Nhưng đau đây là đau 46 nhiễm thể. Đứng trước bất thường cấu trúc, bao giờ chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta cần phải chẩn đoán cái nguyên nhân nó là cái gì và thường nên làm bố mẹ. Và thường bất thường cấu trúc ở con khoảng 70-80% liên quan đến bất thường cấu trúc của bố mẹ. Vì vậy nên cái điều này rất quan trọng trong tư vấn cả trước sinh nữa. Cái chuyển đoạn không cân bằng nó chiếm khoảng tỷ lệ khoảng 1 trên 17.000 và chuyển đoạn cân bằng nó chiếm khoảng tỷ lệ khoảng 1 trên 500 đến 1 trên 1.000. Và trong chuyển đoạn cân bằng thì chuyển đoạn hòa nhập tâm nó chiếm tỷ lệ tương đối cao là 1 trên 1.000, chuyển đoạn tương hỗ khoảng 1 trên 11.000. Đấy là bệnh lý đầu tiên là những bệnh ở mức độ nhiễm bất thể, những đột biến mà ở cấp độ chúng ta nhiễm bất thể chúng ta có thể đi từ khoảng là mà không phải liên quan đến đột biến ở mức độ gen. Loại thứ hai là liên quan đến các đột biến liên quan đến di truyền đơn gen, những bệnh lý về di truyền đơn gen. Ở người chúng ta được tính là khoảng hơn 24.000 gen, trong đó gần hơn 20.000 gen nó thuộc trên nhiễm thể thường và khoảng 1.200 gen liên quan đến nhiễm thể X và 60 gen liên quan đến nhiễm thể Y, 68 gen nằm trên bộ gen của ti thể. Các cái bệnh lý di truyền, đặc biệt là những bệnh lý di truyền đơn gen thì được quy định bởi những cái gen rất rõ ràng. Có nhiều bệnh lý nhưng trong đó có rất nhiều bệnh lý di truyền, nó có sự phối tương tác giữa cái yếu tố di truyền và yếu tố môi trường. Ví dụ như trong cái bệnh sởi cúm thì yếu tố môi trường là chính, nhưng trong đái tháo đường hay bệnh tim mạch thì lại thấy là có sự tương tác giữa yếu tố di truyền và yếu tố môi trường. Nhưng trong bệnh sơ nang hay bệnh hemophilia thì yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Trong cái di truyền đơn gen chúng ta cũng liên quan đến những di truyền liên quan đến nhiễm thể kiểu trội lặn trên nhiễm thể thường hay nhiễm thể giới tính. Mà trong cái di truyền trội trên nhiễm thể thường thì chúng ta thấy một cái kiểu di truyền là thường là trong di truyền trội thì cái người mang gen thường là trạng thái diệp tử, tức là ở trong cái mô hình này thì mẹ là người ở trạng thái diệp tử thì 50% con sẽ bị bệnh. Cả trai cả gái đều như nhau cả, tức là vai trò của bố mẹ là như nhau trong truyền bệnh cho con. Và tỷ lệ nam nữ mắc bệnh như nhau. Và trong di truyền trội thì cái mô hình của cái gia hệ của cái di truyền trội là bệnh liên tục qua các thế hệ. Nhưng ngoài ra trong cái di truyền trội thì thường nó liên quan với độ thấm và độ biểu hiện, tí tôi sẽ nói ở phần sau. Một số ví dụ liên quan đến di truyền trội, ví dụ hội chứng mắc phăng hay bệnh Huntington hay là xơ cứng cổ hay là tật thừa ngón. Những cái phần chi tiết này sẽ được giảng giải giải đáp trong những cái phần bài nhỏ sau này. Một cái loại thứ hai là di truyền lặn trên nhiễm thể thường. Thì đây là bố mẹ là người mang gen bệnh, không biểu hiện bệnh, nhưng xác suất sẽ là mỗi một lần sinh con 25% là con bị bệnh và 50% là con lành mang gen bệnh và 25% con lành hoàn toàn không mang gen bệnh. Bệnh thì thường ngắt quãng và tỷ lệ người mang gen nhiều hơn rất nhiều so với người biểu hiện bệnh và xảy ra trên cả hai giới, cả nam và nữ. Và kết hôn cận huyết liên quan đến một bệnh tật nhất định nào đó thì có thể làm tăng tỷ lệ bệnh lên. Và bệnh thường thì biểu hiện là mang tính chất đồng nhất hơn so với di truyền loại cùng loại đột biến và so với di truyền trội thì bệnh đồng nhất hơn và biểu hiện sớm hơn. Ví dụ như bệnh thalassemia, bệnh teo cơ tủy, bệnh sơ nang, bệnh bạch tạng.
Trong trường hợp này thì một số bệnh di truyền theo trội ở người này nhưng lại lặn ở người kia, nó phụ thuộc vào vị trí đột biến, ví dụ như bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng có tính chất gia đình. Cái gen liên quan đến đây là gen GH1 này, thì ở những trường hợp mà liên quan đến những đột biến ở một cái allele thì có thể nó làm mất tính năng của cái allele này đi, nhưng còn tính năng của cái allele kia không bị đột biến, nó vẫn biểu hiện hoàn toàn. Và trường hợp này thì nó đóng vai trò là di truyền lặn. Nhưng ở cái trường hợp mà nó đột biến, nó làm xóa đoạn hoàn toàn một cái exon 3 đi, thì nó gây nên hiện tượng nó tạo ra một cái loại, cái gen này nó sản xuất ra một loại protein bất thường. Và bất thường này, cái loại protein này nó tương tác với lại cái protein bình thường do allele không bị đột biến tạo nên, và nó gây ra mất hoạt tính của cái protein đấy, nó gây ra là cái thiếu hụt cái hormone tăng trưởng này, và biểu hiện trên lâm sàng là người bệnh là thiếu hụt hormone tăng trưởng rõ ràng. Thì đây lúc này nó đóng vai trò là một cái di truyền như kiểu di truyền trội. Vì vậy nên trong một số kết quả các anh chị nhìn thấy là khi người ta đưa trả, chúng ta có cái gen người ta ghi là có thể kiểu trội hay lặn là vì lý do như thế. Trong cái loại di truyền trội liên kết giới thì di truyền trội liên kết X này ít và phổ biến hơn so với di truyền lặn liên kết X. Mà ở đây thì cái đặc trưng của cái di truyền trội liên kết X là mẹ là người mà bị bệnh ở trạng thái diệp tử, tức là XA lớn, XA nhỏ này. Thì con có thể cả trai cả gái đều bị bệnh, tức là mẹ truyền bệnh cho cả con trai cả con gái, vì mẹ cho cái XA lớn cho cả trai cả gái. Nhưng khi bố bị bệnh, bố là XA lớn Y thì hoặc toàn bộ con gái bị bệnh. Vì vậy nên ở trong cái di truyền trội này thì cái tính là mặc dù cũng tuân theo cái di truyền trội, tức là mang tính chất liên tục, nhưng cái tỷ lệ người là nữ bị bệnh nhiều hơn nam, và bố bị bệnh thì truyền bệnh cho con gái, và mẹ bị bệnh thì truyền bệnh cho cả trai cả gái. Một số bệnh di truyền hiếm gặp, di truyền trội có tính chất có hiệu quả gây chết thai ở nam, ví dụ bệnh sắc tố rầm rề, mẹ bị gen bệnh sẽ truyền bệnh gen bệnh cho con trai, và con trai thì bị chết luôn, trong khi con gái thì lại chỉ là người mang gen bệnh. Như vậy thì gen bệnh sẽ truyền cho 50% con gái, và những người con trai còn sống thì sẽ không bị bệnh, còn những người con trai bị bệnh thì đã chết rồi. Một cái di truyền liên kết Y, ở đây chúng ta không nói đến trội hay lặn vì Y không có allele tương ứng trên X. Thì đây là một cái tật mà mang tính chất là di truyền thẳng, tức là chỉ có là con trai bị bệnh. Và đây là một cái tật đầu tiên người ta hay nói đến là tật mọc lông ở vành tai. Đây là một cái gia hệ liên quan đến cái di truyền trội liên kết di truyền liên kết X, tức là tất cả những người con trai nhận cái nhiễm thần X ấy thì đều bị bệnh cả. Cái di truyền lặn thì di truyền lặn liên kết X là phổ biến hơn rất nhiều do di truyền trội, và cả nam cả nữ bị bệnh nhưng tỷ lệ nam bị nhiều hơn rất nhiều. Mẹ mang gen bệnh, tức là dạng là XA nhỏ, XA lớn thì truyền gen bệnh cho con trai, và con trai là XA nhỏ Y thì bị bệnh, vì nó không có allele tương ứng trên cái X, không có allele tương ứng trên Y nên nó thể hiện hoàn toàn cái tính trạng của nó. Ở trong khi người con gái thì lấy cái gen bệnh của mẹ, nó sẽ là XA lớn, XA nhỏ, nó không bị bệnh, nhưng nó lại sẽ là truyền bệnh lại cho cả cháu trai. Đây là một cái gia hệ mà chúng ta nhìn thấy là cụ ngoại là người mang gen bệnh, truyền cái gen bệnh ấy cho ông bà ngoại, và truyền cái gen bệnh này cho cái gì đây, cho ông chú bị bệnh. Và các những cái kiểu này là người ta gọi là di truyền chéo, tức là ông chú bị bệnh nên là cháu trai bị bệnh, và cháu trai bị bệnh này thì truyền bệnh cho con gái, và tương tự như thế. Thì bệnh vì có là di truyền lặn nên tính nó cũng mang tính chất là tỷ lệ mắc bệnh dưới 25%, tỷ lệ biểu hiện bệnh dưới 25%. Và ở đây thì vì di truyền lặn liên kết X nên là con trai biểu hiện nhiều hơn con gái, và tỷ lệ người nữ thì mang gen bệnh nhiều hơn rất nhiều so với người bị bệnh. Một số cái bệnh di truyền lặn liên kết X, ví dụ chúng ta nói đến bệnh hemophilia AB, hay là bệnh Telker-Duchenne, hay là chậm phát triển trí tuệ có tính chất gia đình, hay bệnh mù màu. Trong cái di truyền đơn gen này thì có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen và làm chúng ta có thể ảnh hưởng đến các cái cách tư vấn của chúng ta, đấy là đột biến mới. Trong đột biến mới này chúng ta muốn nói đến là đột biến mà không có ở bố mẹ mang gen mà có thể là chỉ ở con cái. Ví dụ như là trong cái bệnh về loạn sản sụn xương, chúng ta thấy là người ta tức tính là có 7 trên 8 trường hợp là đột biến mới. Và đột biến mới như thế này thì cái tỷ lệ xuất hiện lần thứ hai nó cũng tương tự như tỷ lệ trong cộng đồng. Nhưng nếu mà là cái đột biến này là nó là di truyền trội thì tỷ lệ nó lại khác, là 50% con bị bệnh ở cái cặp bố mẹ mà là người mang gen bệnh. Loại thứ hai là liên quan đến khảm tuyến sinh dục.
chúng ta có, chúng tôi đã gặp những gia đình là sinh những đứa trẻ đau, hai đứa trẻ đau liên tục, nhưng trong đau ấy thì lại là đau 47 nhiễm thể, không phải là đau chuyển đoạn mà chúng ta nghĩ nhiều đến do di truyền. Và đây thì chỉ giải thích được có thể là khảm tuyến sinh dục, mô sinh dục, tức là mô sinh dục là mô bất thường, có thể là 47 nhiễm thể, có dư thừa nhiễm thể 21, dễ dàng tạo ra những cái sau tử 24 có thừa nhiễm thể 21, dẫn đến cái trường hợp như thế. Nó cũng gây nên cái khác lạ là so với lại cái mà cái tuyến sinh dục không khảm mà ở xuất hiện những cái đục về những cái mà bất thường từ bố mẹ sinh ra, mà chúng ta thấy là nó liên tục tạo ra những đứa trẻ bất thường mà trong khi bố mẹ lại kiểm tra bình thường. Cái thứ ba là ảnh hưởng đến là độ thấm của gen. Độ thấm chúng ta muốn nói đến cái gì? Là chúng ta muốn nói đến là mang gen nhưng có biểu hiện gen hay không? Thì đây là nếu người mang gen mà tất cả, chẳng hạn 100 người mang gen, cả 100 người biểu hiện gen, thì đó là độ thấm hoàn toàn. Nhưng có những người mang gen nhưng không biểu hiện ra, thì đấy là độ thấm không hoàn toàn. Và tính thấm này nó đặc biệt liên quan với các di chuyển trội. Có những người mang gen bệnh mà không biểu hiện bệnh, hoặc là bố mẹ là người mang gen bệnh trong bệnh bệnh u xơ thần kinh, thì có thể bố mẹ là người mang gen bệnh nhưng lại con lại không bị gì cả. À, bố người, mẹ là người mang gen bệnh nhưng không biểu hiện bệnh, nhưng con cái là biểu hiện bệnh rất nặng nề. Vì đấy nó liên quan đến độ thấm của gen. Cái thứ tư là độ thấm của gen có thể phụ thuộc vào tuổi. Đặc biệt là có một số tuổi nào đấy thì bệnh mới biểu hiện. Ví dụ như là bệnh liên quan với rối loạn chuyển hóa, cái lưu trữ của sắt, nó làm cho cái hiện tượng mà sắt hấp thu vào nhưng mà lưu trữ nó không được đào thải và lưu trữ ở các mô khác nhau. Và bệnh này thì thường xuất hiện là ở người nam thì thường là sau 40 tuổi, ở người nữ sau 60 tuổi, khi mà kinh nguyệt đã mãn rồi và khi mà họ không có khả năng sinh con nữa, thì họ không bị mất sắt trong quá trình liên quan đến là kinh nguyệt hoặc không mất sắt trong quá trình mà mang thai. Vì vậy nên bệnh biểu hiện rất rõ ràng. Hay là bệnh Huntington thường là sau 30 tuổi mới biểu hiện cái chứng mà mất trí nhớ và liên quan đến múa giật. Đấy. Vì vậy những trường hợp như thế này thì thường là nó cái tuổi biểu hiện muộn thì thường là họ vẫn có khả năng sinh đẻ. Vì vậy nên bệnh nó lại di chuyển đến thế hệ sau. Còn nếu sớm thì có những trường hợp họ không xây dựng gia đình và không sinh con. Cái thứ năm nó là biểu hiện vào độ biểu hiện của gen. Độ biểu hiện là gì? Chẳng hạn một gen nó liên quan đến, chẳng hạn nó biểu hiện ra 5 tính trạng, nhưng có người chỉ biểu hiện một tính trạng, có người biểu hiện 2 tính trạng, có người biểu hiện đầy đủ. Thì biểu hiện làm đôi khi những biểu hiện mà nó nhẹ đôi khi chúng ta không để ý và chúng ta có thể không nghĩ đến đấy là người mà liên quan đến bệnh hội chứng đó. Vì vậy nên việc khám xét lâm sàng rất là kỹ càng và việc hỏi tiền sử rất là kỹ càng. Cái thứ sáu là liên quan đến tính di truyền tử của các locus. Ví dụ trong bệnh thận đa nang có tính chất di chuyển trội đấy, thì có những cái liên quan đột biến của gen BKD. Nếu liên quan đến BDK1 thì người ta muốn nói đến là đột biến liên quan đến trên nhiễm sắc thể số 16 liên quan đến phần mà đột biến của cái thận đa nang ấy, hoặc là đột biến của những cái BDK2 là liên quan nhiễm sắc thể số 14. Tức là số 4 có nghĩa là có gia đình thì là liên quan đến BDK1, có gia đình liên quan đến BDK2. Nhưng cả hai cái loại này đều liên gây ra bệnh thận đa nang, có nghĩa là các cái gen ở các locus khác nhau có thể nó vẫn biểu hiện một tình trạng giống như nhau. Loại thứ 7 là liên quan đến tính đa hiệu của gen, có nghĩa là một gen nhưng biểu hiện ra nhiều tính trạng, ví dụ trong hội chứng mắc phăng. Thì cái gen FBN1 này nó là liên quan đến cả mắt này, liên quan đến cả xương này và liên quan đến cả tim mạch. Hay là có những tính trạng bị hạn chế bởi giới, hoặc là tính trạng bị hạn chế bởi giới và ảnh hưởng bởi giới, ví dụ như tính trạng hói đầu. Thì hói đầu thì ở người nam nó khác người nữ, và ở cái tính trạng này thì người ta nghĩ nhiều đến là di chuyển trội trên nhiễm thể thường, bởi vì bố bị hói đầu thì con trai cũng bị hói đầu. Và nhưng mà cái tính hói đầu này thì ở người nam thì biểu hiện rõ ràng hơn so với người nữ, và người nữ có thể liên quan đến phần hormone, các hormone của người nữ khác với người nam, vì vậy nên cái tính trạng này bị hạn chế bởi giới. Hoặc là trong kết hôn cận huyết thì trong cái di chuyển lặn mà kết hôn cận huyết, đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rất nhiều liên quan đến cái bệnh mà chúng ta thấy gặp nhiều ở miền núi là bệnh tan máu thalassemia. Có những quần thể mà cái tỷ lệ bệnh nó nặng rất nhiều, và khi mà xây dựng gia hệ chúng ta cảm giác như một cái gia hệ của di chuyển lặn. Nhưng đây là những người mà mang gen dị tử cùng với một kiểu gen, cùng với một loại bệnh, và nó dễ dàng biểu hiện ra những đứa con bị bệnh. Vì vậy nên mà gần như là có tính chất liên tục, gần như có tính chất tỷ lệ lớn hơn 25% cái người bị bệnh và nó gây ra bất thường. Gần như chúng ta nhầm tưởng đấy là một cái di chuyển truyền trội nếu chúng ta không khai thác cẩn thận. Đây là một số các cái bệnh di chuyển mà người ta ước tính trong cộng đồng, trong phần thể. Ví dụ như trong trên trội trên nhiễm thể thường thì tỷ lệ từ 3 đến 9,5 người trong tổng số 1.000 người. Đây là một số những cái mà tần suất xuất hiện bệnh lý trong cộng đồng của di chuyển trội, di chuyển lặn trên nhiễm thể thường hoặc di chuyển đến kết giới X hoặc là rối loạn nhiễm thể X, các dị tật bẩm sinh.
Đây là một số các cái bệnh lý di truyền trong cộng đồng chúng ta thường gặp. Chúng ta vừa nói đến cái phần mà di truyền đơn gen là một gen chi phối một bệnh. Loại thứ ba mà chúng ta muốn nói đến trong cái phần gen này là chúng ta muốn nói đến di truyền, tức là nhiều gen cộng gộp để ra một bệnh. Và nhiều gen này cộng với sự tương tác với yếu tố môi trường, người ta gọi là di truyền đa nhân tố mới biểu hiện bệnh. Như vậy thì khái niệm về di truyền đa nhân tố chúng ta hiểu là sự tương tác giữa nhiều gen của các gen nằm trên các locus khác nhau cộng với sự tương tác của yếu tố môi trường để gây ra bệnh lý. Trong nguyên lý di truyền đa nhân tố, nó khác hẳn với di truyền đơn gen. Di truyền đơn gen là gần như tuân theo quy luật di truyền của Mendel, tức là có trội lặn, có tính được tỷ lệ là bệnh hay không bệnh, tính tỷ lệ là 1/4, 1/8 bệnh hay không bệnh. Nhưng trong nguyên lý của di truyền đa nhân tố thì nó lại khác, nó quy luật phân bố theo tần số, theo kiểu là đường cong hình chuông chuẩn. Vậy chúng ta lấy ví dụ một cái chiều cao, chúng ta không thể nói là có chiều cao hay không có chiều cao, mà chiều cao chỉ đi từ thấp đến rất là cao. Và đây chúng ta trong quần thể chúng ta gặp là cái tần số của cái người có chiều cao trung bình là chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Và ngả ra phía này thì dần dần thấp dần. Và chiều cao những người mà rất là lùn là ít so với chiều cao mà cái tần số của những người có chiều cao trung bình. Ngược lại là cái kỳ chiều cao trung bình này thì với so với những người chiều cao mà có chiều cao rất là cao thì cũng dần dần nó giảm dần, tức là dần dần. Như vậy thì rất thấp hoặc rất cao nó đứng làm đáy của hình chuông, và cái tần số của những người có chiều cao trung bình đứng làm đỉnh hình chuông, nó tạo ra một cái đồ thị hình chuông này, tức là chiều cao đi từ rất thấp đến rất cao, chứ không có là bị bệnh, bị gọi là không có chiều cao hay có chiều cao, chúng tôi nói đùa là bệnh hay không bệnh ở đây cả. Và cái chiều cao này nó bị tương tác giữa yếu tố của môi trường, vì vậy nên nó có thể cái đồ thị hình chuông này nó không phải là cân đối như này mà có thể nghiêng dần đi. Và cái tác động của yếu tố ăn uống tập luyện có thể là về sau nó nảy cái ngực thang, không phải cái chiều cao phân trung bình này ở cái ngưỡng này nữa mà có thể lên sang cái ngưỡng này. Tức là trước là ví dụ chiều cao là trung bình là 1m68 cho phía nam thì có thể dần dần sau một số năm có thể lên đến 1m70 và chiều cao nâng lệch về phía này. Cái thứ hai là người ta nói đến quy luật hồi quy. Ở đây người ta thường nói là ví dụ về chiều cao, một cái người phụ nữ mà quá cao hay là quá thấp thì thường có xu hướng lấy một cái người có cái chiều cao trung bình. Và đây chúng ta lấy là coi như đây là cái chiều cao trung bình và một cái người đối tác là cái chiều cao hoặc quá thấp quá cao đây. Thì nếu do gen quyết định thì cái chiều cao của gen của con nó sẽ nằm ở giữa cái chiều cao của bố và mẹ. Nhưng còn sự tương tác giữa yếu tố môi trường nữa, vì thế và cái xu hướng thì cái chiều cao của con ấy dần thường có xu hướng hướng về cái giá trị trung bình quần thể. Vậy chúng ta thấy là ở những trường hợp mà người bố quá cao hoặc người mẹ quá cao, đôi khi là đứa con ấy nó không có chiều cao giống như bố mẹ, nó cao hơn bố mẹ có thể thấp hơn, hoặc là ngược lại ở những người bố thấp hoặc người mẹ thấp ấy thì chiều cao của con lại cũng cao hơn của bố mẹ, như là như thế. Ngoài ra chúng ta đã nói ban nãy là cái di truyền này là di truyền của đa gen. Và nó có sự tương tác cộng gộp rất nhiều gen. Bản thân mỗi gen thì nó không thể biểu hiện được ra bệnh được, nhưng cộng gộp nhiều gen nó gây ra được bệnh, thì cái chút ấy người ta gọi là ngưỡng bệnh. Và ngưỡng bệnh thì ví dụ trong chứng hẹp môn vị, cái tỷ lệ của người nam là 1/200, trong khi nữ tỷ lệ là 1/1000, có nghĩa là 1000 người mới có một người nữ. Như vậy thì ngưỡng bệnh của người nam thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng bệnh của người nữ. Và vì vậy nên cái tỷ lệ cái người mắc bệnh đối với hẹp môn vị ở người nam thì cao hơn rất nhiều so với người nữ. Và cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ tái mắc và mô hình bệnh tật di truyền ở đây. Khi người ta nói là nguy cơ tái mắc đối với bệnh di truyền đa nhân tố, nó phụ thuộc vào những yếu tố. Thứ nhất là cái nguy cơ tái mắc này không thể tính bằng được theo quy luật di truyền của Mendel, tức là ngồi xuống đấy chúng ta tính là tỷ lệ là di truyền lặn sẽ là 1/4, 1/8 hay 1 phần bao nhiêu đó, chúng ta tính một con số rõ ràng. Nhưng đây nguy cơ tái mắc trong di truyền đa nhân tố vì tương tác của nhiều gen, nhưng nguy cơ tái mắc đầu tiên nó phụ thuộc vào cái gì đấy, nguy cơ kinh nghiệm. Họ dựa vào nguy cơ kinh nghiệm đã điều tra dịch tễ để người ta biết được cái nguy cơ đấy, chẳng hạn với tật xích môi hở hàm, chẳng hạn ở thế hệ bậc 1 cái họ nguy cơ tái mắc nó sẽ là 1/100 chẳng hạn, thì nguy cơ tái mắc họ hàng bậc 2 nó sẽ giảm dần đi, tức là như thế. Chứ người ta không có một cái gọi là con số tính như trong cái di truyền của đơn gen. Thứ hai là nguy cơ tái mắc này nó phụ thuộc vào mức độ trầm trọng của bệnh, tức là bệnh mà càng nặng thì đương nhiên cái lượng gen đấy chi phối bệnh ấy nó càng nhiều hơn và nguy cơ tái mắc nó sẽ càng rõ ràng hơn. Ví dụ như trong cái bệnh mà chúng ta nói là hợp ứng vị đây, chẳng hạn cái người nam chỉ cần 5 gen là biểu hiện bệnh, trong khi người nữ chỉ cần 10 gen để biểu hiện bệnh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là ở người nữ chúng ta thấy là cái ngưỡng bệnh mà cao thì cái tỷ lệ mắc bệnh là thấp nhưng nguy cơ tái mắc lại cao.
Mà bệnh càng nặng thì càng cần nhiều gen hơn chi phối. Vì vậy nên bệnh càng nặng thì nguy cơ tái mắc càng cao. Và nó nguy cơ tái mắc nó phụ thuộc vào cả giới. Có những bệnh thì ở người nam thì phụ thuộc là đấy, nhiều hơn. Ví dụ như trong sức môi hở hàm chúng tôi gặp nhiều là trẻ nam bị nhiều hơn. Cái ngưỡng bệnh của trẻ nam thì lại thấp hơn ngưỡng bệnh của nữ. Nhưng người nữ thì lại ngưỡng bệnh cao hơn. Nên tỷ lệ mắc bệnh sẽ là thấp hơn. Nhưng nguy cơ tái mắc sẽ là cao hơn. Tôi lấy ví dụ. Trong một gia đình mà trong hai gia đình, một gia đình là bố bị bệnh sứt môi hở hàm, mẹ trong gia đình khác mẹ bị sứt môi hở hàm, cũng cái về lâm sàng thì giống nhau, tức là về lâm sàng giống nhau. Nhưng ở cái gia đình mà có người bố bị bệnh thì nguy cơ tái mắc cho con sẽ là thấp hơn so với gia đình mà người nữ bị bệnh, bởi vì cái ngưỡng bệnh của người nữ là cao hơn ngưỡng bệnh của người nam. Đây là một số bệnh lý di truyền mà liên quan đến đa nhân tố gặp trong cộng đồng, ví dụ tật sứt môi hở hàm, các một số các dị tật này ở người lớn chúng ta liên quan đến nghiện rượu hoặc là bệnh Alzheimer hoặc là rối loạn lưỡng cực vân vân. Đây là một số những bệnh, và ở Việt Nam chúng ta bệnh mạch vành thì cái bệnh là di truyền với tỷ lệ đa nhân tố, với tỷ lệ gặp ở người Việt Nam chúng ta là 1 trong 3, có nghĩa là 3 người có thể gặp một người bị liên quan đến cái hội chứng mạch vành. Ban nãy chúng ta đang nói, từ trước nay chúng ta đang nói là tất cả những cái di truyền, trước đây tôi vừa nói là cái di truyền mà hệ gen trong nhân. Chúng ta đi đến hệ gen di truyền ngoài nhân, đấy là di truyền ti thể. Di truyền ti thể này, ở ti thể nó có một cái hệ gen riêng của nó. Nó cái hệ gen này nó là gồm có ADN của thi thể, là những mạch mà nó không chứa interon và không có histone bảo vệ. Nó gồm có khoảng 16.569 cái đôi base, và nó phiên mã độc lập, thi thể này phiên mã độc lập so với phiên mã trong nhân. Và chính vì không có interon cũng không có histone bảo vệ nên cái tỷ lệ đột biến nó cao hơn gấp 10 lần so với ADN trong nhân. Nó chứa khoảng 68 gen. Cái di truyền thi thể đặc biệt ở đây người ta nói là di truyền quy luật theo dòng mẹ, tức là mẹ có bệnh đột biến liên quan ở ti thể thì sẽ truyền chân bệnh cho cả con trai và con gái, nhưng mà bố bị bệnh thì nó không truyền bệnh cho ai cả, tức là không truyền bệnh cho ai cả. Nhưng mẹ bị bệnh sẽ truyền cho con trai con gái, nhưng mà bố thì bị bệnh sẽ không truyền bệnh cho con trai con gái gì cả. Mà bố bị bệnh thì gen bệnh dừng ở đấy, bởi vì là bố không cho cái ti thể cho các con, bởi vì là khi cho tinh trùng thì tinh trùng chỉ cho phần đầu vào thôi, và phần đầu thì không có các cái tế bào chất và cũng không có ti thể trong đó. Đấy là cái di truyền qua ti thể. Nhưng bệnh ti thể lại khác. Bệnh ti thể người ta muốn nói đến là những bệnh mãn tính hay xảy ra khi ti thể không sản xuất đủ ATP cho tế bào. Và bệnh ti thể gây ảnh hưởng chủ yếu là những cơ quan tiêu thụ rất nhiều năng lượng, ví dụ như trong não, trong gan, trong thận, trong tụy và trong tiêu hóa. Và trong não người ta thấy nó tiêu thụ khoảng 20%. Như vậy thì những đột biến ở ADN ti thể có hiện tượng là không đồng nhất, vì có những ti thể nó mang đột biến, có những ti thể không mang đột biến, vì vậy nên nó không đồng nhất. Và nguyên nhân gây bệnh ti thể nó có thể do đột biến ở gen trong nhân hoặc hệ gen ngoài ở trong ti thể. Nếu cái di truyền ti thể mà liên quan đột biến gen trong nhân thì nó tuân theo quy luật di truyền như ban nãy chúng ta nói, là di truyền trội lặn liên kết giới, trội lặn trên những thể thường hoặc là trội lặn kết giới, hoặc là di truyền ở trong ti thể thì nó xin di truyền qua dòng mẹ, tức là cha mắc bệnh thì 100% con không bị bệnh, nhưng mẹ mắc bệnh thì 100% con bị bệnh. Mắc bệnh này thì có thể nặng nhẹ tùy theo khác nhau, cái lượng ti thể ấy bị bệnh, bị đột biến khác nhau. Nhưng ở đây cũng người ta cũng có nói là một số ít rất nhỏ người ta đưa ra là cũng có là cái ti thể của cha có thể truyền cho con, nhưng cái này rất ít, gần như là rất là không đáng kể, không đáng kể, mà người ta chỉ nói đến cái ti thể của mẹ truyền cho con thôi. Và đây người ta nói rõ ràng đây là di truyền qua dòng mẹ. Một số bệnh ti thể chúng ta hay gặp, ví dụ như là cái hội chứng Carensay, tức là một hoặc là rối loạn thoái hóa thần kinh thị giác Leben, đây là một số những hội chứng ti thể và rất là hiếm gặp trong quần thể của chúng ta, nhưng cũng có được công nhận. Từ nãy chúng ta đã nói là một cái tất cả những đột biến đều liên quan đến cả gen cả. Nó có thể ở trong nhân hoặc ngoài nhân. Bây giờ chúng ta nên nói đến một cái đột biến, một cái biểu hiện gen mà nó gây ra là không phải do đột biến những cái gen, mà nó tác động của những yếu tố bên ngoài. Nó gây ra, nó liên quan đến các quá trình mê tinh hóa hoặc là liên quan đến các cái lõi histone này. Thì nó gây ra những bệnh cảnh rất là khác nhau. Người ta gọi đấy là di truyền ngoại sinh. Cái di truyền học ngoại sinh hay di truyền học ngoài gen hay di truyền học biểu sinh đều là epigenetics à. Người ta nghiên cứu cái sự thay đổi biểu hiện của gen hoặc là biểu hiện kiểu hình gây ra bởi các biến thể khác nhau trong trình tự ADN, gồm có sự mê tinh hóa, sự chỉnh sửa histone hoặc sự gắn của mRNA vào các cái microRNA.
Và cái sự thay đổi của di truyền biểu sinh này làm cho những người có trình tự ADN giống nhau, ví dụ trong sinh đôi một trứng, nhưng lại mang cái dữ liệu bệnh tật khác nhau, bởi vì một cái sự tương tác của ngoại cảnh khác nhau có thể dẫn đến những bệnh cảnh khác nhau. Cái sự mê tín hóa ADN này chủ yếu chỉ là sự mê tín hóa phân tử ADN ở vị trí carbon số 5 của cái cytosine này, và nó tạo ra cái 5 metin cytosine này. Nó thường xảy ra ở vị trí dinucleotide của cái đảo CPG này, và thường gặp ở những vùng promoter hay là vùng exon đầu tiên. Cái sự mê tín hóa ADN này nó không làm thay đổi trình tự ADN, nhưng nó có thể điều chỉnh cái sự mức độ biểu hiện của gen. Và quá trình mê tín hóa này nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cái chức năng bình thường của tế bào. Và nó có thể duy trì là gì? Nó ức chế các cái gen tiền ung thư, tức là ức chế những cái gen hoạt động của oncogen, hoặc nó tạo ra những cái gen ở trạng thái câm lặng. Và khi mà cái sự mê tín hóa này bị thay đổi thì các cái gen hoạt động nó sẽ là bất thường. Vì vậy nên cái di truyền thi thể ấy, người ta thấy di truyền ngoài gen đấy, người ta thấy là liên quan rất nhiều đến việc ung thư. Cái sự tăng giảm của quá trình mê tín hóa ấy nó dẫn đến là, chẳng hạn trong cái tế bào ung thư, người ta thấy là thường sự giảm mê tín hóa, và vì giảm mê tín hóa nên tăng sinh tế bào. Nhưng đồng thời lại các cái gen mà ức chế mà phát triển ức chế tăng sinh tế bào thì lại tăng sự mê tín hóa, nó làm chậm quá trình của các cái tế bào mà ức chế này. Và vì vậy nên hai cái sự tăng giảm ở cái oncogen hoặc là sự giảm tăng của cái tế bào, tức là sự giảm của cái gen mà kích thích phân bào và sự tăng mê tín hóa ở cái gen ức chế phân bào, nó làm cho cái tế bào ung thư tăng sinh lên và gây ra hiện tượng u hoặc là ung thư. Một số các bệnh có liên quan đến epigenetic này, nó liên quan đến rối loạn trí nhớ và chuyển hóa, đặc biệt là những lối sống, những cách sống, cái chế độ ăn uống, chế độ tập luyện, nó có thể liên quan đến các bệnh rối loạn chuyển hóa, và liên quan đến đái tháo đường, liên quan đến cao huyết áp, hoặc rối loạn mỡ máu, hoặc rối loạn tâm thần, hoặc là những bệnh rối loạn trí nhớ, hoặc là phụ tự kỷ. Như vậy thì chúng ta biết là cái epigenetic là một cái di truyền ngoại sinh mà cũng được quan tâm rất nhiều, nó liên quan đến cả cái suy giảm miễn dịch. Thế thì các cái loại mà bệnh tật mà chúng ta xếp vào các nhóm di truyền liên quan đến gen ở mức độ nhiễm thể, mức độ phân tử và di truyền ngoài gen, thì các phương pháp dùng trong xét nghiệm di truyền này sẽ là như thế nào? Cái vai trò của xét nghiệm di truyền nó đóng vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán chính xác các bệnh di truyền, có thể ở mức độ tế bào, mức độ vi nhiễm sắc thể hoặc mức độ gen. Nó sàng lọc chẩn đoán trước sinh các bệnh tật di truyền, nó sàng lọc trong cái phôi, cho ví dụ như sàng lọc tiền làm tổ PGT-A hoặc PGT-M, hoặc là tức là sàng lọc những bệnh di truyền đơn gen hoặc là bất thường về cấu trúc nhiễm sắc thể. Nó điều trị thích hợp, nó cho làm cho cái thuốc nhằm trúng đích hoặc liệu pháp gen. Vậy thì chúng ta thấy là mỗi một cấp độ các bệnh liên quan đến cấp độ di truyền khác nhau thì chúng ta đưa ra những cái phương pháp để xét nghiệm khác nhau. Ở cấp độ tế bào, cấp độ nhiễm sắc thể, tức là những cái thừa thiếu liên quan đến bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể từ mức độ từ 5 đến 10 MBA hoặc hơn nữa, 15 MBA trở lên, hoặc mức độ vi nhiễm sắc thể, tức là liên quan đến khoảng vài chục KB đến vài trăm KB trở lên, hoặc là mức độ gen đột biến nu hoặc đột biến điểm, hoặc là những đột biến lặp đoạn mất đoạn mà ở dưới mức của vi nhiễm sắc thể, thì người ta đưa ra các cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như ở mức độ liên quan đến đột biến ở cấp độ nhiễm thể, với các tổn thương mà liên quan từ khoảng 5 đến 10 MBA trở lên, thì cái lập xét nghiệm nhiễm thể lập karyotype là một xét nghiệm kinh điển. Nó cho chúng ta biết toàn bộ cái bất thường liên quan đến cả số lượng, cả cấu trúc của toàn bộ 24 loại nhiễm thể. Ở đây thì nó có cái hạn chế là một số các mô tôi phải nuôi cấy, vì thế nó cần có thời gian. Một cái phương pháp nhanh trong cái chức sinh chúng ta thường làm là qFPCR hay là kỹ thuật FIT, nhưng hạn chế của cái này nó chỉ có một cái lượng nhất định và có được cái đích được bực sẵn. Ví dụ như trong qFPCR chúng tôi làm chẩn đoán trước sinh thì nó liên quan có thể phát hiện những lệch bội của 13, 18, 21 và giới tính. Còn FIT thì tùy theo những đầu dò, có thể nó liên quan đến 13, 18, 21 hoặc là cả giới tính nữa. Nhưng mà vì vậy nên nó có cái hạn chế, nhưng mà nó lại làm nhanh, nó không cần qua nuôi cấy tế bào. Cái liên quan đến các vi mất đoạn có thể từ 50 đến 400 KB trở lên thì với trước sinh chúng ta dùng thường, hoặc là những bất thường mà liên quan đến vi mất đoạn của 9 hội chứng vi mất đoạn, chúng ta có thể dùng kỹ thuật bóp, Clinton bóp.
cho cái phần trước sinh cũng như phần sau sinh, nếu những hội chứng mà chúng ta nghi ngờ trong cái 9 hội chứng vi mất đoạn hoặc nghi ngờ liên quan đến với những cái lệch bội của 13, 18, 21 và giới tính, hoặc là trên toàn bộ tổng thể bộ nhiễm xuất thể thì người ta có các cái xét nghiệm của các vi nhiễm xuất thể của toàn bộ nhiễm thể, người ta gọi là CMA này, thì có thể là bằng cái lai so sánh ArrayCZ hoặc là SNP Array hoặc là SNP Sequence, hoặc là chúng ta dùng các cái mồi đã được biết sẵn, prop được biết sẵn bằng kỹ thuật fit hoặc MPA để chúng ta xác định những cái mức độ mất đoạn vi nhiễm thể. Ở đây thì là những mức độ vi, nhưng ở mức độ tổn thương trên nu thì những cái xét nghiệm này không thể phát hiện được, mà chúng ta phải xét nghiệm ở mức độ gen, có thể là đơn gen, chúng ta xác định những đột biến sẵn bằng PCR, hoặc là xét nghiệm một nhóm gen hoặc nhiều gen. Và nếu mà xuất hiện nhóm gen hoặc nhiều gen hay là giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện, người ta gọi chứng PES là whole exome ấy, thì hoặc là toàn bộ hệ thống gen này, thì người ta thường giải bằng cái giải trình tự gen thế hệ mới, nó có hiệu quả, nó cao hơn, và cùng một cái lần giải có thể phát hiện được nhiều các đột biến. Đấy. Như vậy thì tùy theo các loại đột biến mà chúng ta có thể đưa ra những cái phương pháp phù hợp. Chẳng hạn trong hội chứng đau thì chúng ta không thể giải trình tự này được, hoặc là trong hội chứng vi mất đoạn chúng ta không thể giải tìm các đột biến điểm này được. Ngược lại là trong những đột biến mà đột biến điểm này thì chúng ta không thể phát hiện được bằng các phương pháp về tế bào hoặc phương pháp và vi tế bào, vi nhiễm xuất thể. Đây là vậy thì đứng trước các cái bệnh cảnh khác nhau, chúng ta sẽ lựa chọn xét nghiệm làm sao cho phù hợp, cho hiệu quả nhất để cái chẩn đoán chúng ta có hiệu quả và cái hiệu quả cả về mặt kinh tế. Chúng tôi đưa ra một số những ưu nhược điểm của các phương pháp để chúng ta lựa chọn sao cho phù hợp. Và ứng dụng của xét nghiệm di truyền trong lâm sàng, rất nhiều ứng dụng trong chẩn đoán trước sinh, trong phía cửng phôi, hoặc là phát hiện những cái yếu tố nguy cơ, chẩn đoán sớm, hoặc là hỗ trợ trong chẩn đoán xác định, hoặc là trong cái gen dược lý. Một cái điều này rất là quan trọng, được sẽ có những bài trong cái chương trình này nói về cái dược lý di truyền, hoặc là tiên lượng bệnh, hoặc là điều trị hóa cá thể, hoặc là dự báo về cái dự đoán giải pháp ứng dụng trong điều trị. Đấy. Nó ứng dụng tất cả trong các lĩnh vực của cơ thể của chúng ta, tức là trong ung thư, trong nhi khoa, trong tim mạch, trong tâm thần, thần kinh, tâm thần hoặc da liễu, trong tất cả các ngành, tai mũi họng hoặc là răng hàm mặt, sản khoa, v.v. Trong cả dược lý. Đây là một cái ứng dụng mà trong xét nghiệm mà trước sinh chúng tôi thường đề cập đến. Thì đây là những xét nghiệm từ mức độ tế bào đến mức độ mà phân tử. Thì tùy theo cái bệnh cảnh mà chúng ta có thể chỉ định phù hợp. Nhưng chẳng hạn, đối với trường hợp mà một cái thai mà nghi ngờ tan máu thalassemia, thì ngoài cái xét nghiệm mà chúng ta làm karyotip để xét nghiệm những cái lệch bội trong cùng một lần làm, thì chúng ta còn xét nghiệm phân tử để xác định xem là có đột biến ấy, chúng ta xét nghiệm gen để xem đấy là trường hợp ấy là có liên quan đến đột biến của các cái gen HBB hoặc HBA không. Như vậy tùy theo để chúng ta có thể đưa ra những chỉ định rất hợp. Chẳng hạn đứng trước một cái trường hợp mà xương có bất thường về hình thái, chúng ta làm cũng là karyotip để phát hiện những bất thường liên quan đến các lệch bội, những bất thường cấu trúc lớn, thì cái mà chúng tôi thấy là chúng ta có thể làm kết hợp với lại cái microarray này, nó cho chúng ta biết được những cái thêm mất đoạn vi đoạn trên toàn bộ bộ nhiễm xuất thể, và thậm chí là cái hiệu quả của microarray này cũng rất là tốt với trường hợp mà karyotip hoàn toàn bình thường và xương chưa phát hiện bất thường, thì cái microarray này cũng có thể phát hiện được 1-1.7% những cái CNV có ý nghĩa. Tức là vì vậy nên nếu mà chúng ta có điều kiện kinh tế thì chúng ta làm vừa karyotip vừa microarray cho phần trước sinh, hoặc là trong cái trường hợp mà microarray là cũng không phát hiện ra những bất thường ấy, mà bất thường nguyên nhân gây ra bất thường về di chuyển về cái hình thái của cái thai chúng ta nhìn thấy, thì chúng ta có thể làm sâu hơn nữa là đến đột biến ở gen, có thể giải trình tự gen, có thể là whole genome giải trình tự, hoặc là một nhóm gen nào đấy mà chúng ta nghi ngờ những cái trường hợp ấy liên quan. Hoặc là chúng ta ứng dụng trong cái di chuyển tim mạch, ví dụ như các bệnh lý về tim mạch, hoặc là trong cái sự gen tác động của liên chuyển hóa của thuốc. Đây là có những cái mà người ta đưa ra những cái panel của về gen liên quan đến ứng dụng trong tim mạch, chúng ta sẽ được đi kỹ vào những bài sau. Hoặc là trong ung thư thì chúng ta thấy dự báo được nguy cơ tiến triển của ung thư dựa trên các biến thể di truyền, hoặc dự báo đáp ứng về điều trị về kháng thuốc và tiên lượng bệnh của ung thư, hay là trong cái di truyền dược lý là chúng ta thấy là thuốc này có phù hợp không, cá thể này phù hợp, cá thể kia thì giảm liều, cá thể này thì lại tăng liều, hoặc là nó lại không có lợi cho cá thể đó. Như vậy thì cái xét nghiệm di truyền này nó nhằm tìm kiếm các biến thể nhỏ trong gen, các biến thể này có thể tác động đến cái việc liệu các gen sẽ kích hoạt hay là vô hiệu hóa các thuốc nhất định. Như vậy tóm lại là di truyền y học nó liên đới tất cả các lĩnh vực, và tôi thấy chúng ta có những kết luận nó phù hợp với cái phần mà chúng ta sẽ tiếp sau này. Tức là những hiểu biết về di truyền y học, người này vào y học y giúp chúng ta giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế bệnh tật di truyền và điều trị.
điều trị này gồm đánh giá cái hiệu quả điều trị về định hướng điều trị. Và cái thứ hai là chúng tôi muốn nhắc đến là cái tùy từng loại bệnh di truyền mà có những phương pháp xét nghiệm di truyền phù hợp và cần tư vấn di truyền trước khi chỉ định xét nghiệm và sau khi có kết quả di truyền. Bài trình bày ở đây là một bài tổng quan để chúng ta mở màn cho một cái chuỗi những cái bài liên quan đến các bất thường về di truyền y học, di truyền y học. Tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn chuyên gia Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan về chuyên đề báo cáo cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học đầy tâm huyết, ngắn gọn, xúc tích và với những kiến thức vô cùng mới mẻ và cập nhật về lĩnh vực di truyền, và từ đó thì giúp các bác sĩ đồng nghiệp hiểu sâu sắc hơn về xét nghiệm di truyền. Thưa quý bác sĩ đồng nghiệp, gánh nặng bệnh tật đang trở thành mối lo lắng đe dọa sức khỏe của người dân toàn cầu, và trong đó đáng lưu ý là các bệnh di truyền chiếm tới hơn 50% các nguyên nhân trong tổng số gánh nặng bệnh tật ở trẻ em và người lớn. Và hơn nữa thì theo thống kê, ở mỗi người có khoảng 20.000 đến 25.000 gen, trong đó có các dạng bất thường di truyền như bất thường nguyên sắc tố, nhiễm sắc thể, di truyền đơn gen, di truyền đa nhân tố, di truyền ti thể và di truyền ngoài gen. Xét nghiệm di truyền bên cạnh giá trị giải mã sức khỏe còn có ý nghĩa ứng dụng, sàng lọc, phát hiện nguy cơ ung thư và hỗ trợ chẩn đoán, tiên lượng, điều trị đích các bệnh lý. Và để ứng dụng hiệu quả nhất các xét nghiệm gen trong lâm sàng, kính nhờ quý vị đến với nội dung thảo luận cùng chuyên gia. Và nếu như quý vị có nội dung quan tâm, hãy gửi ngay câu hỏi về chuyên gia bằng cách bằng nhiều các cái hình thức khác nhau, và có thể gửi tin nhắn ngay trong team, hoặc quý vị có thể comment nội dung câu hỏi ngay trong nội dung phát trực tiếp tại fanpage Bệnh viện Đa khoa Meditech. Và ngay sau đó thì ban tổ chức cũng sẽ cập nhật, và ngày hôm nay thì Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan cũng sẽ giải đáp những câu hỏi, những cái thắc mắc của tất cả các quý vị bác sĩ đồng nghiệp ạ. Và có thể thấy thì qua phát sóng được là phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Meditech cũng như là ở trong phần mềm team thì ban tổ chức đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi đồng nghiệp của các bác sĩ đồng nghiệp, và mong rằng thì với những giải đáp cũng như là với những chia sẻ của bác sĩ Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan từ đầu đến giờ thì sẽ cung cấp đến cho các bác sĩ, các đồng nghiệp đang và đã hoặc là liên quan đến lĩnh vực này thì với những kiến thức cơ bản và có thể giải đáp được tất cả những câu hỏi ạ. Hiện tại thì ban tổ chức vẫn đang tiếp tục cập nhật các câu hỏi đến từ các bác sĩ đồng nghiệp. Và có thể thấy được rằng thì sau một phần chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan thì tất cả các bác sĩ đồng nghiệp thì cũng có thêm một hiểu biết hoặc là một kiến thức chung trong buổi ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, hiện tại thì ban tổ chức đã nhận được câu hỏi đầu tiên, đó chính là khi nhận được kết quả sàng lọc trước sinh dương tính với các hội chứng bệnh di truyền như đau, cần tư vấn cho thai phụ như thế nào? Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi này. Chúng ta đã biết là kết quả sàng lọc trước sinh, không biết là ở đây không biết tôi muốn nói đến kết quả nào đây. Thì theo kết quả sàng lọc trước sinh, chúng ta có thể làm là kết quả của sàng lọc là double test, triple test hay là xét nghiệm NIPT liên quan với hội chứng đau, thì chúng ta cần tư vấn cho thai phụ là chúng ta cần phải chẩn đoán để phát hiện thực sự cái thai ấy có vấn đề hay không. Chứ kết quả của sàng lọc nó không mang tính chất chẩn đoán mà chỉ mang tính chất xác định nguy cơ thôi ạ. Vâng. Vậy nên chúng ta cần tư vấn cho thai phụ, và đối với giả dụ như kết quả của NIPT mà làm là nguy cơ của đau thì các anh chị cũng tư vấn cho thai phụ cần nên chọc ối ở tuần thứ 17, 16, 17 trở đi để xác định chẩn đoán thực sự cho cái thai có vấn đề bất thường về đau thực sự hay không. Hay là kết quả sàng lọc của liên quan đến double test, triple test, ở đây có những trường hợp như này: nếu kết quả double test, triple test mà các anh chị làm có nguy cơ cao của hội chứng đau, nhưng cái trường hợp này thai phụ rất là khó khăn, hiếm muộn và chân xương cũng chưa phát hiện bất thường gì, thì các anh chị có thể làm tiếp tục một cái xét nghiệm nữa là xét nghiệm NIPT để nó tăng cái hiệu quả của sàng lọc lên. Bởi vì NIPT là chúng ta lấy cái sản phẩm là ADN của rau thai, vậy nên nó cũng hiệu quả hơn so với chúng ta lấy sản phẩm sinh hóa của thai trong cái sàng lọc của chúng ta trước khi chúng ta quyết định mà chọc ối thực sự chọc ối hay không. Vâng, đấy là câu hỏi đầu tiên mà mọi người đưa cho tôi trả lời ạ.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan với phần trả lời câu hỏi đầu tiên vừa rồi. Câu hỏi thứ hai là khi làm công thức máu kết quả MCV và MCH thấp thì cần tư vấn thế nào về tình trạng của họ trong bệnh cảnh thalassemia thế này? Như chúng ta đã biết là thalassemia là một bệnh mà nó gây ra cái hiện tượng mà tan máu và thiếu máu rất là trầm trọng, và đặc biệt là trong cái vấn đề mà trước sinh thì nó có thể để lại những hậu quả nặng nề. Ví dụ như trong bệnh liên quan đến thalassemia thể alpha, khi mất cả 4 gen thì nó gây nên có thể là phù thai và nó có thể gây biến chứng cho mẹ, có thể liên quan đến sản giật. Vì vậy nên cái phần mà chúng ta muốn quan tâm đến đây là chúng ta làm sàng lọc làm sao đấy để biết được là bố mẹ có phải là người mang cái gen liên quan đến thalassemia không. Khi kết quả MCV và MCH thấp, mà nếu là trường hợp đối với thai phụ của chúng tôi thì chúng tôi thường là chúng tôi nghĩ nhiều đến có thể là điện di để xem là ngoài cái chúng ta loại trừ cái thiếu máu, cái thiếu sắt đi, những cái bất thường khác đi, thì chúng ta thấy là cần phải điện di để làm xem là có các cái giá trị của cái điện di ấy nó hướng cho chúng ta là liên quan đến thể alpha, thể beta. Nhưng bây giờ thì cũng có những cái xét nghiệm là người ta khi có kết quả MCV thấp cũng có những cái xét nghiệm mà người ta làm không cần, không theo truyền thống thì nên điện di để chúng ta phân loại thể alpha, beta. Nhưng cũng có trường hợp mà thai phụ đến chúng ta muộn quá rồi mà cái điện di thì nó thai nó lớn rồi, thì có thể chúng ta làm một cái xét nghiệm mà nó nhanh hơn, là chúng ta có thể là làm cả đột biến luôn, phân tử luôn, để xác định giả xem là cái người này mang đột biến alpha beta. Để tùy theo từng cái nơi có thể có những cái loại xét nghiệm làm, có thể làm bằng chip assay, có thể làm bằng giải trình tự gen để chúng ta, hoặc là để chúng ta có thể phát hiện được đột biến liên quan đến vấn đề mà thực sự gọi là mang đột biến thực sự hay không. Chứ MCV, MCH không thể nói được là họ thực sự liên quan đến là bị bệnh liên quan đến thalassemia, mà là nguy cơ cao thôi ạ. Nguy cơ cao. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô với cô trả lời câu hỏi số 2. Và ở câu hỏi số 3 thì ban tổ chức đã nhận được, đó chính là yếu tố gây nhiễu, sai số trong chẩn đoán di truyền khách quan và chủ quan là gì? Xin mời cô có thể giải đáp giúp các bác sĩ ạ. Gây nhiễu trong chẩn đoán di truyền khách quan và chủ quan, tức là chúng ta muốn nói đến cái như chúng ta đã nói ban nãy, là chúng ta nói đến với một số yếu tố gây nhiễu trong cái di truyền. Ví dụ như trong cái di truyền của về gen, chúng ta thấy có 7 yếu tố gây nhiễu mà chúng ta thấy là khó. Ví dụ như là liên quan đến độ thấm và biểu hiện, tức là có những trường hợp mang gen nhưng lại không biểu hiện ra bệnh, cái độ thấm hoàn toàn, hoặc là độ biểu hiện nó không hoàn toàn, có thể là mang, có thể biểu hiện bệnh nhưng bệnh là nó cái biểu hiện rất là nhẹ, nó không để chúng ta có thể phát hiện được đấy. Hoặc là trong cái, hoặc là những cái phương pháp chúng ta đưa ra có thể không phù hợp. Chẳng hạn đối với một số bệnh liên quan đến đột biến ở mức độ nhiễm có thể mà chúng ta chỉ định của một bệnh phân tử thì nó không thể ra được cái phần xác định như thế. Thì như thế thì có thể là những yếu tố gây nhiễu cho cái kết quả của chúng ta và chúng ta sai lệch. Chẳng hạn một sản phụ nói với tôi là khi kết quả trả kết quả nhiễm có thể, họ bảo chứ vậy thì con em không bị bệnh tan máu thalassemia. Không phải, kết quả nhiễm có thể nó không đồng nghĩa với kết quả của liên quan bệnh tan máu thalassemia, mà kết quả phân tử liên quan đến bệnh tan máu thalassemia chúng ta phải làm một cái xét nghiệm khác. Vì vậy nên nó kết quả nó phải phù hợp, và từng mỗi một cái loại bệnh chúng ta đưa ra một cái xét nghiệm cho nó phù hợp để chúng ta đưa ra cái nó có cái kết quả nó chính xác nhất. Và thứ hai là nó cũng có liên quan đến những cái mà như tôi đã nói, 7 yếu tố liên quan đến ban đấy chúng ta nói là những yếu tố liên quan đến phải là có thể là đột biến ở cái người này thì có thể biểu hiện bệnh nhưng ở cái người khác là không được, tức là độ thấm hoặc là độ biểu hiện, hoặc là liên quan đến một gen có thể chi phối bởi nhiều cái một bệnh có thể chi phối bởi nhiều gen khác nhau, hoặc là yếu tố tương tác giữa cái gen và di truyền, tức là yếu tố tương tác giữa yếu tố môi trường và yếu tố di truyền dẫn đến những cái có thể là khó để có thể xác định được một cái chính xác. Vâng. Dạ vâng ạ, ở câu hỏi số 4 đó chính là ở Việt Nam thì bệnh hemophilia có gặp ở nữ giới hay không? Và Meratech có xét nghiệm tìm gen di truyền ở những thành viên nữ trong gia đình có nam giới bị hay không? Xin trân trọng kính mời Phó giáo sư ạ. Vâng. Bệnh hemophilia là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể X. Và bệnh này nếu như vậy thì có thể gặp ở nữ chứ ạ? Khi người nữ đồng hợp tử lặn là có thể gặp ở nữ chứ. Đấy. Nhưng mà ở nữ thì chắc chắn khi bị như thể thì nó nhẹ nhàng hơn nam, bởi vì cái nhiễm sắc thể X nó có một cái nhiễm sắc thể X bất hoạt. Đây gọi là nhiễm thể X bất hoạt, trong hai nhiễm thể X có một nhiễm thể X bất hoạt. Còn người nam
thì là nó biểu hiện là khi họ làm chỉ cần mang gen là họ biểu hiện vì nó không có allele tương ứng trên y. Vậy nên ở những người mà trong gia đình có người bị hemophilia, người nam bị chắc chắn chúng ta nên sàng lọc ở những cái chẳng hạn đối với hemophilia của người con bị thì chúng ta phải làm lên mẹ xem có vấn đề mang gen như thế không. Hoặc là những cái người mà nếu mà mẹ mà mang thì chúng ta cần làm tất cả những người con gái và con trai, con gái trong đó, những người con gái và những người con gái sẽ là những người mà có thể là mang gen bệnh hoặc không mang gen bệnh. Những người con trai đã mang thì biểu hiện bệnh. Vì vậy nên chúng ta cần làm cho những thành viên nữ mà đã xác định được là trong gia đình ấy có người mang gen hemophilia. Ví dụ như là chúng tôi đã nói đấy, nếu mà con trai bị hemophilia chúng ta phải làm ngược lên là mẹ. Và để xác định xem là cái đột biến này có đúng là cái đột biến mà di truyền không hay đột biến mới phát sinh. Và nếu đột biến di truyền là từ mẹ ra thì chúng ta sẽ làm ra cả những người con của người mẹ đấy, tức là cả gái nữa. Chứ còn những người con trai lành thì hoàn toàn là sẽ không bị bệnh, không mang gen bệnh. Nhưng những người con gái thì có thể những người là mang gen bệnh, hoặc là những người con gái mà mang gen bệnh nhưng không bị bệnh, hoặc những người con gái là không mang gen bệnh và cũng không bị bệnh là đương nhiên rồi ạ. Vâng. Dạ vâng, hiện tại thì ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi của các chuyên gia, các bác sĩ qua phần thảo luận. Và câu hỏi tiếp theo mà ban tổ chức nhận được đó chính là các xét nghiệm mà tiền hôn nhân là có những xét nghiệm như thế nào? Xin mời Phó Giáo sư có thể chia sẻ. Vâng, xét nghiệm tiền hôn nhân là chúng ta muốn xác định là xem là cái đối tượng mà đến chúng ta cả nam cả nữ ấy xem là họ có liên quan đến các cái bất thường về di truyền hay không. Thường là chúng ta làm nếu mà trong gia đình của họ đã có những cái người bị di truyền thì chúng ta sẽ lưu ý về những vấn đề di truyền đấy. Còn nếu mà đến mà trong gia đình và trong gia đình chưa có tiền sử gì về bệnh tật di truyền thì thường những xét nghiệm mà chúng tôi làm thường là chúng tôi làm đầu tiên những cái đầu tiên nhất là chúng tôi làm liên quan đến một cái tỷ lệ bệnh gặp khá nhiều trong quần thể và dễ gặp, đấy là sàng lọc bệnh tan máu thalassemia. Với cái làm chúng ta làm thì công thức của cái gọi là xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu nhóm máu và RH để chúng ta sàng lọc liên quan đến cái nhóm máu RH âm ở cái người phụ nữ. Nếu mà người phụ nữ RH âm thì có thể mà chồng là RH dương thì có thể có những thai liên quan đến RH dương và có thể gây ra hiện tượng là sẩy thai hoặc là thai sau này, nó liên quan đến cái yếu tố mà RH âm của người mẹ mà chống lại cái kháng thể của người con. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ xét nghiệm sàng lọc về nhiễm thức thể cho cả hai người. Và một số trong cộng đồng thì chúng tôi sẽ sàng lọc cái gen FMR1 liên quan đến chậm phát triển trí tuệ có chất di truyền mà cái gia đình mà cái gen này nó nằm trên nhiễm thức thể X, nó ở cái người mẹ mà mang liên quan đến độ lọc của bộ 3 CGG ấy thì thường là khi cho con trai thì cái mức lọc ấy nó tăng lên và nó dẫn đến cái chậm trí tuệ ở người con trai nhiều. Đối với người nam thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm phổ biến cho người nam, đấy là xét nghiệm tinh dịch đồ hoặc xét nghiệm đứt gãy ADN của tinh trùng để xem chất lượng tinh trùng thế nào. Còn đối với người nữ chúng ta sẽ thăm khám tử cung buồng trứng và đương nhiên là những xét nghiệm liên quan với các cái gọi là những cái mà tiêm phòng của những cái loại vaccine liên quan đến cúm hoặc sởi cái gì thì đương nhiên là họ phải đi tiêm trước khi họ có dự kiến là sinh con. Còn nếu mà trong gia đình họ có những cái bệnh sẵn sàng rồi thì chúng ta lưu tâm vào những bệnh ấy để sàng lọc cho cả hai cái đối tượng này về cái bệnh như thế. Chẳng hạn sáng nay tôi cũng có một cặp đến tư vấn di truyền, là anh ta đến bởi vì lý do là anh ta liên quan đến bệnh u sơ thần kinh. Và nhìn trên lâm sàng rất rõ một cái u sơ thần kinh, anh ta cứ dẫn một người bạn đời đến và hỏi là bây giờ chúng cháu muốn là cả sàng lọc cái bệnh này nữa. Thì đương nhiên là chúng tôi phải xác định là đột biến là cái gì ở cái trường hợp này. Lâm sàng rất rõ rồi nhưng xác định đột biến để chúng ta đưa ra cái phần vấn đề là nếu anh ta mang đột biến rõ ràng trên cái gen này thì khi mà người vợ mang thai chúng ta có thể làm lựa chọn là bởi vì hai cái trường hợp này rất trẻ rồi có thể họ mang thai bình thường mà chúng ta chẩn đoán trước sinh khi mà chúng ta xác định đột biến rõ ràng ở người bố để loại trừ cái gen mà NF1 liên quan đến cái u sơ thần kinh ấy một cách rõ ràng như thế ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn những giải đáp vô cùng là chuyên sâu và ý nghĩa của bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo mà ban tổ chức nhận được đó chính là hai vợ chồng bị thalassemia gen lặn, sinh con thứ nhất bị thalass gen trội, muốn sinh con thứ hai không bị hoặc mang gen lặn thì cần làm xét nghiệm gì? Trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng ạ, tôi sẽ cái câu hỏi này thì nó chưa thật chuẩn lắm ạ. Vì hai bệnh thalassemia là bệnh di truyền lặn. Và như vậy thì ở trong trường hợp này là ví dụ chúng tôi đang nói đến ví dụ liên quan đến một bệnh lặn, đột biến của beta chẳng hạn, nó đột biến là
người ta cứ ghi ra đây là di truyền trên nhiễm thể thường, và tôi cứ lấy dễ, cho dễ hiểu là chúng ta nói là ví dụ như là người bố sẽ là A lớn A nhỏ, cái A nhỏ, và họ rất là sợ bởi vì là thường là phù thai rất là muộn, sang 3 tháng giữa mới phù, có thể từ 21 tuần trở đi, 20-21 tuần trở đi, thậm chí là 28, 29 hoặc cuối kỳ thai mới là phù, hoặc là thậm chí là khi để trẻ đẻ ra thì đã chết bởi vì liên quan đến phù thai như thế, bị tan máu rất là nặng, tan rất là nặng. Thế thì trường hợp ở đây này, người ta có thể là người ta làm sàng lọc tiền làm tổ để người ta lấy những cái phôi mà không sẽ tương lai nó sẽ không bị bệnh, có thể là mang gen bệnh giống như bố mẹ, nhưng mà không phải lấy tất cả đồng hợp tử như thế, hoặc là những phôi tốt là những phôi hoàn toàn không lấy một cái gen nào của bố của mẹ. Như thế thì chúng ta có thể là làm như thế, có thể là chẩn đoán trước sinh hoặc có thể là sàng lọc tiền làm tổ để chúng ta phát hiện được những cái thai mà nó mang gen bệnh, mà nó gây ra bệnh, chứ còn mang gen bệnh thì có thể vẫn tồn tại rất là tốt ạ. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi tiếp theo mà ban tổ chức nhận được đó chính là chẩn đoán thiếu máu hồng cầu nhỏ mà kết quả điện dị AP bình thường, vậy cần là làm thêm xét nghiệm gì để xét nghiệm nguyên nhân gây thiếu máu hồng cầu nhỏ? Trân trọng kính mời phó giáo sư ạ. Chẩn đoán thiếu máu hồng cầu nhỏ mà kết quả điện dị AP bình thường, ở đây chúng ta nói chắc là khi mà các anh chị đồng nghiệp muốn nói đến là khi chúng ta làm cái MCP, MCH thấp đúng không ạ? Vâng, đúng là cái thiếu máu hồng cầu nhỏ mà điện dị là bình thường này thì chúng ta phải loại trừ là loại trừ cái trường hợp là hồng cầu nhỏ này do thiếu máu thiếu sắt, các anh chị loại trừ hết đi ạ. Vâng. Sau đấy thì chúng ta thấy là nếu mà điện dị bình thường này mà MCV mà MCH vẫn là thấp này thì chúng ta nghĩ đến nhiều liên quan đến các cái thể alpha thalassemia. Điện dị thì ở thể alpha thalassemia thì mặc dù là cái điện dị trong cũng bình thường nhưng cái giá trị MCV, MCH nó cũng xuống thấp. Vì vậy nên chúng ta không loại trừ cái trường hợp này. Điện dị nó không cho chúng ta khái niệm là bị bệnh hay không bị bệnh ở đây, nhưng cho chúng ta khái niệm là phân loại bệnh khi mà giá trị MCV, MCH thấp mà loại trừ tất cả những loại thiếu máu liên quan đến cái người khác. Thì chúng ta thấy là cái MCV, MCH thấp mà điện dị trong ngưỡng bình thường thì nghĩ nhiều đến thể alpha thalassemia. Còn nếu điện dị mà ở cái ngưỡng cao, đó là cái HbA2 ở cái ngưỡng từ 3,5 trở lên hoặc 4,2% hoặc là 5% trở lên, mà cái HbA1 nó là 95% thì chúng ta nghĩ nhiều đến thể beta. Đấy. Thường trong thể beta thì cái MCV, MCH xuống rất thấp, thấp hơn nhiều so với cái thể alpha mà chỉ là mất một gen thôi. Đấy, trong cái 4 gen mất một gen. Vì thế nên trong cái sàng lọc tan máu thalassemia người ta mới lấy ngưỡng sàng của MCV là dưới 85 picogram và từ 85 pentogram và cái MCH là dưới 28 picogram, pentolit và picogram, 85 pentolit và dưới 28 picogram, như thế để chúng ta cố gắng là có thể là phát hiện được những người mà lành nhưng mang những sự đột biến của những đột biến điểm hoặc là đột biến mất một gen thôi ạ. Đấy. Và đối với đối tác mà mất là hai gen thì cái giá trị của MCV, MCH tương đối xuống rõ ràng, và nhưng mà cái mà chúng ta ngại nhất là chúng ta để sót những trường hợp mất một gen, có thể nó dẫn đến là đứa con có thể nhận được cả hai đột biến này, và có trường hợp thì nó có thể phải chuyển máu, ví dụ như đột biến liên quan với cả C là mất hai gen cộng với lại cái đột biến 3.7 hoặc 4.2 mất một gen đấy, thì có trường hợp là phải truyền máu, có trường hợp lại nhẹ nhàng, tùy theo trường đối tượng. Mặc dù mang kiểu gen giống nhau nhưng có trường hợp thì phải truyền máu, trường hợp không phải truyền máu. Vì vậy vấn đề tư vấn trước sinh rất là khó, đôi khi cũng rất là khó khăn. Chúng ta cần phối hợp với các bác sĩ bên huyết học để chúng ta có những cái tư vấn phù hợp nhất cho cái bệnh nhân, cho những thai phụ và bệnh nhân. Dạ vâng ạ, và nằm trong chương trình hội thảo trực tuyến cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học ngày hôm nay thì ban tổ chức đã được đón tiếp lên đến gần 400 lượt các bác sĩ, các chuyên gia trên toàn quốc tham dự qua phần mềm trực tuyến và đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi. Và câu hỏi tiếp theo đó chính là nếu thai phụ mang thai bé gái và làm NIPT cho kết quả bất thường gen 5 alpha reduced thì cần tư vấn gì cho thai phụ? Trân trọng kính mời phó giáo sư ạ. Vâng, cái này thì nhóm alpha reductase, cái gen này liên quan. Đây là khi làm NIPT thì chúng ta có một cái làm một số gói NIPT người ta có làm sàng lọc 9 gen bệnh lặn cho thai. Cái này liên quan đến cái của giới tính nam đúng không ạ? Liên quan đến nam. Ở đây thì chúng ta lại nói là nữ. Ở đây thì nó sẽ tùy theo nếu mà thai phụ mà
Nip cũng đã xác định được có bé gái rồi cả. Nip đã xác định được bé gái rồi, tức là gọi là cũng cái xét nghiệm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là trong cái sàng lọc, về sàng lọc liên quan đến Nip thì cái các cái về giới tính nó cũng không phải là tuyệt đối hoàn toàn đâu ạ, nó không phải tuyệt đối hoàn toàn đâu. Nên các anh chị đừng nghĩ rằng cứ níp sang thì thành chặt thế này thì sau này được trẻ con cũng giống như thế. Thì đây là níp cũng là một cái mà lấy ADN của rau thai. Nếu mà đúng trước trường hợp thế này mà một xác định sai gái thì nó ít ảnh hưởng đến cái, vì cái này nó khi mà bố cũng đồng hợp tử này thì con trai nó có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển của giới tính, còn con gái thì nó không ảnh hưởng. Con gái không ảnh hưởng. Và trường hợp này nếu mà người vợ đã phát hiện được rồi thì chúng ta cũng nên làm cho người chồng được phát hiện về liên quan đến vấn đề sinh sau, liên quan đến vấn đề con cái đằng sau chẳng hạn. Chúng ta liên quan đến cả cái vấn đề về trong cái chín cái gen bệnh nặng này, đặc biệt là một số những cái gen liên quan đến những cái đột biến mà nó có tính chất của giới tính. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, ban tổ chức trân trọng cảm ơn chuyên gia với phần thảo luận vô cùng sôi nổi, hấp dẫn và vô cùng ý nghĩa. Và xin cảm ơn quý bác sĩ đã gửi câu hỏi về ban tổ chức. Và do thời lượng của chương trình nên những câu hỏi của quý vị gửi về ban tổ chức mà chưa được chuyên gia giải đáp và chia sẻ thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và chuyển tới chuyên gia. Và sau đó thì trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ phản hồi lại riêng quý vị bằng nhiều hình thức như gọi điện, gửi tin nhắn SMS hoặc email. Và trước khi mà để chấp ghép lại chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn link form khảo sát mà toàn thể các quý vị đang theo dõi online dễ dàng truy cập bằng cách link trên màn hình test lượng giá khảo sát, và sau đó quý vị vui lòng nhập đầy đủ các câu trả lời của mình và mỗi nội dung câu hỏi tương ứng. Và nội dung này thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ban tổ chức. Vì vậy thì ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng của tất cả các quý bác sĩ đang theo dõi online chương trình hôm nay. Và chương trình diễn ra đầu nên không tránh khỏi những thiếu sót và sơ suất, nên là rất mong là sẽ nhận được những sự góp ý của tất cả các chuyên gia, các bác sĩ. Và bên cạnh đó thì tất cả những câu hỏi của tất cả các quý vị bác sĩ thì sẽ được chuyên gia ngày hôm nay sẽ gửi tới tất cả các quý vị ạ. Và sau đây thì xin mời tất cả các quý vị, tất cả các bác sĩ thì sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì là trong thời lượng ngày hôm nay thì Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan thì vẫn mong muốn được giải đáp cũng như là chia sẻ thêm những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đối với đội ngũ các chuyên gia và bác sĩ đang theo dõi và hội thảo trực tuyến cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học ngày hôm nay. Và đối với cá nhân của ban tổ chức thì mong muốn sẽ nhận được những câu hỏi, bởi vì là sẽ chia sẻ thêm cũng như là cập nhật thêm những cái kiến thức mới trong thời điểm hiện tại. Dạ vâng ạ, và câu hỏi tiếp theo mà ban tổ chức nhận được của quý khán giả đó chính là: có một cặp đôi đến khám tiền hôn nhân, trong đó bạn nữ bị mắc bệnh alpha thalassemia, đang điều trị định kỳ tại viện huyết học, và họ lo lắng về khả năng con của họ sau này có mắc bệnh giống mẹ hay không. Và sau đây thì xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan sẽ giải đáp câu hỏi này ạ. Vâng, cái này thì chúng ta lại phải liên quan đến cái người đối tác ạ. Đối tác xem là có liên quan đến cái bệnh alpha thalassemia này không. Vì nếu đối tác lại không mang cái gen này thì có thể con của họ nó chỉ nhận những cái gen như của mẹ thôi, và nó chỉ có thể là nhận, chỉ không biết là bệnh alpha này mà đang điều trị thì chắc có thể là nó chỉ là nhận 2 gen hoặc 1 gen. Thường là cái trường trong alpha thalassemia có thể tồn tại được là chỉ là HPH thôi ạ. HPH thôi, chứ còn không thể thể HPB được, là mất cả 4 gen được. Vậy nên họ có thể là ở cái trạng thái mà của HPH, tức là đột tổn thương lên 3 gen. Như vậy thì đứa con của họ có thể là liên quan lấy 1 gen hoặc là lấy 2 gen đột biến này. Mà nếu đối tác của họ, tức là cái người chồng ấy mà không có cái đột biến này thì con của họ hoàn toàn có thể là khỏe mạnh được ạ. Tức là mẹ là người truyền gen bệnh cho con, nhưng mà có thể không biểu hiện gen nếu cái người chồng ấy mà không mang những cái đột biến liên quan đến alpha thalassemia này. Dạ vâng ạ, và có thể thấy được rằng thì rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc của các quý vị đồng nghiệp cũng như các bác sĩ, các chuyên gia đã gửi đến chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Và câu hỏi tiếp theo mà ban tổ chức nhận được của các bác sĩ đó chính là: một người đăng ký làm xét nghiệm sàng lọc nguy cơ ung thư di truyền, xét nghiệm 133 gen cho 30 loại ung thư và nhận được kết quả không phát hiện biến thể gây bệnh trên các gen được khảo sát. Vậy có thể khẳng định người này sẽ không mắc ung thư trong phần đời còn lại hay không? Dạ vâng, một câu hỏi rất hay, và sau đây thì xin mời Phó giáo sư ạ. Vâng,
Cái này thì cũng không thể khẳng định được, là bởi vì chúng ta thấy là đây là một cái gói xét nghiệm cho một cái số lượng gen cư trú thôi ạ, liên quan đến 30 loại ung thư thôi. Và chúng ta đã biết là ung thư là một cái mà loại bệnh mà nó có sự tương tác giữa yếu tố của di truyền và yếu tố của môi trường. Và đây trong nhất thời này, và đa số là ung thư là được mới phát sinh, một bệnh mới phát sinh, và một số ít ung thư di truyền tức là liên quan đến cái yếu tố di truyền của gia đình, nhưng đa số là bệnh mới phát sinh. Vì vậy nên chúng ta không thể nói là cái đời khẳng định là ung thư trong phần đời còn lại họ không có, mà nó có thể tác động đấy, nó có thể tác động đến những cái mô sinh dưỡng mà nó có thể gây ra những cái bệnh tật cùng với lại cái cùng với chế độ sinh hoạt ăn uống cũng thể đấy. Chứ chúng ta xác định gen này không đồng nghĩa với là sau này chúng ta không mắc, mà đây chỉ là 130 loại ung thư thôi, chứ không phải là toàn bộ, mà cũng không thể nói được toàn bộ được hết cả. Dù có sàng lọc hết được ở giai đoạn này thì có thể thời điểm này thôi, chứ còn chúng ta không nói thời điểm sau, bởi vì là đa số những cái ung thư là đột biến mới phát sinh ạ. Dạ vâng ạ, và có thể thấy được rằng thì càng về những phần cuối của chương trình thì ban tổ chức lại càng nhận được rất là nhiều những tình cảm cũng như là câu hỏi của tất cả các quý vị đồng nghiệp, các bác sĩ cũng như các chuyên gia. Và câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được đó chính là có một cháu sơ sinh được 3 ngày xét nghiệm sàng lọc các chỉ số bình thường, nhưng có một chỉ số HP3 11.7. Xin các bác sĩ tư vấn cần xét nghiệm gì tiếp theo? Xin trân trọng kính mời. Chúng ta hãy theo dõi của sơ sinh đã, và sau một thời gian chúng ta nên làm lại xem là cái HPPath này có thực sự, cái HPPath này cũng thể hiện là cũng có cái đột biến liên quan với cây có thể liên quan đến của alpha thalassemia đấy. Vâng. Thì chúng ta nên sau đấy chúng ta làm lại và theo dõi tình trạng của bé có phải cần thiết phải truyền máu không? Tức là chúng ta nên xét nghiệm lại và theo dõi tình trạng của bé. 11.7 là tương đối cao cái HPPath này. Em có thể chúng tôi để xem trước lại một chút để có thể trả lời cho các anh chị một cách nó rõ ràng hơn. Cái này chúng ta nên xét nghiệm, có thể cẩn thận nữa là chúng ta có thể có xét nghiệm của gen để xác định xem là cái đột biến liên quan với cái bệnh thalassemia này nó dạng đột biến gì, và cái kiểu của cái gen đấy để chúng ta hướng cho cái phần điều trị sau này cho cái trường hợp này. Theo góc độ của tôi như thế, chúng ta nên xác định thứ nhất ngoài theo dõi cái này là xem có phải là liên quan đến có phải vấn đề truyền máu không, thì chúng ta cần phải nắm rõ, tức là đây cũng là chỉ một dạng mà bé sơ sinh 3 ngày này chúng ta không giám sát. Cái HPPath này chỉ có 11.77% thôi mà, chứ còn cái loại mà chúng ta gọi là HPPath gần như là toàn bộ khi mất cả 4 gen thì nó cao rất nhiều, và cái trường hợp này thì có thể là chết rất sớm chứ không phải tồn tại được ngay. Thì chúng ta nên xét nghiệm chẩn đoán gen xem là đột biến thuộc loại gì, có liên quan đến những đột biến nào trên cái gen của beta thalassemia, alpha thalassemia không ạ? Để chúng ta đưa ra cái tư vấn cho nó rõ ràng nhất khi mà chúng ta xác định được kiểu gen, để chúng ta xác định lại được cái kiểu hình. Dạ vâng ạ, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ban tổ chức, trân trọng cảm ơn chuyên gia với phần thảo luận vô cùng hấp dẫn, sôi nổi và vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Và xin cảm ơn các quý bác sĩ đã gửi câu hỏi về ban tổ chức. Và do thời lượng của chương trình nên những câu hỏi của quý vị gửi về ban tổ chức mà chưa được chuyên gia giải đáp và chia sẻ, và ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và gửi tới chuyên gia. Sau đó thì trong khoảng thời gian ngắn nhất, chúng tôi sẽ phản hồi riêng quý vị bằng nhiều hình thức như gọi điện, gửi tin nhắn, SMS hoặc email. Và trước khi mà ghép lại chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức đã chuẩn bị một link form khảo sát mà toàn thể các quý vị đang theo dõi online dễ dàng truy cập bằng cách link trên màn hình để test lượng giá và khảo sát. Và qua đó thì quý vị vui lòng nhập đầy đủ câu trả lời của mình vào mỗi nội dung mà ban tổ chức đã chuẩn bị tương ứng. Và nội dung này thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ban tổ chức. Vì vậy, ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của tất cả các quý bác sĩ đang theo dõi online trong chương trình. Và chương trình diễn ra số đầu nên không tránh khỏi những thiếu sót, sơ suất. Do đó, sự tham gia test lượng giá và khảo sát của quý vị sẽ là động lực giúp ban tổ chức không ngừng hoàn thiện, rút kinh nghiệm về khâu tổ chức cũng như để nâng cao hơn nữa về chất lượng chuyên môn và sự chuyên nghiệp về hình thức tổ chức. Dạ vâng ạ, xin trân trọng kính mời các quý đồng nghiệp sẽ quét mã QR lượng để sẽ làm lượng giá và sẽ trả lời các câu hỏi mà ban tổ chức đã cung cấp một cách tương ứng. Và mong rằng thì với những kiến thức, với những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan ngày hôm nay thì tất cả các quý vị đồng nghiệp cũng sẽ có thêm được cho mình những kiến thức mới
để hành trang, để trở thành một người bác sĩ tận tâm, tận tình và tận tụy. Dạ vâng ạ, Bệnh viện Đa khoa Medlatech trân trọng cảm ơn quý đại biểu đã tham dự hội thảo trực tuyến cập nhật xét nghiệm với chủ đề cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học ngày 19 tháng 5 năm 2023 và miễn phí cấp chứng chỉ CME với 50 đại biểu đăng ký đầu tiên, và các trường hợp từ đại biểu 51 trở đi chi phí cấp chứng chỉ là 100.000 đồng trên một đại biểu, và điều kiện để cấp chứng chỉ là tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình và làm bài box test đạt từ 50% điểm trở lên. Ban tổ chức sẽ tổng hợp danh sách các đại biểu tham dự, đảm bảo đủ các điều kiện để cấp chứng chỉ và liên hệ để hướng dẫn sau chương trình ngày hôm nay. Cô rồi được chưa? Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, thì sau khoảng thời gian là 1,5 giờ làm việc liên tục, nghiêm túc, hội thảo trực tuyến cập nhật về kiến thức mới nhất về di truyền y học ngày hôm nay xin được cảm ơn và khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị, các bác sĩ trong hệ thống y tế Medlatech, các quý bác sĩ cộng tác viên và các quý bác sĩ đồng nghiệp trên toàn quốc đã dành thời gian quý báu tham gia. Một lần nữa kính chúc các quý bác sĩ đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và hy vọng với sự thành công mở đầu này sẽ là tiền đề, là bản lề mở ra những thành công của các chương trình hội nghị trực tuyến tiếp theo, và từ đó tạo cơ hội cho các bác sĩ đồng nghiệp dễ dàng chia sẻ, kết nối, lĩnh hội kiến thức, thông tin cập nhật về lĩnh vực xét nghiệm nói chung và xét nghiệm di truyền nói riêng, từ đó góp phần đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chẩn đoán chuyên sâu và phát hiện sớm của người bệnh trên cả nước. Và thay mặt cho ban tổ chức, xin được bật mí cùng các quý vị, chương trình hội thảo trực tuyến số 2 có chủ đề là một số bệnh lý về di truyền đơn gen, bệnh thalassemia, một số bệnh cụ thể, do tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thị Kim Phượng báo cáo. Chương trình sẽ được phát sóng vào chiều ngày thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 trong tuần tiếp theo. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đội ngũ y bác sĩ đã tham dự chương trình hội thảo trực tuyến cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn.
thảo trực tuyến, cập nhật kiến thức mới nhất về di truyền y học. Medlatech đã tổ chức thành công rất nhiều hội nghị tập huấn, cấp chứng nhận đào tạo liên tục CME cho hàng nghìn cán bộ y bác sĩ. Lần đầu tiên, Medlatech tổ chức hội thảo trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về xét nghiệm di truyền, cập nhật những nghiên cứu mới nhất, phương pháp hiện đại nhất về di truyền y học. Đây là cơ hội hiếm có để các y bác sĩ tham dự đào tạo và hội thảo online, cập nhật kiến thức mới nhất, phục vụ hiệu quả hơn về chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, thông qua chương trình hội thảo này, y bác sĩ được Medlatech cấp chứng nhận đào tạo liên tục CME. Phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech vào 15 giờ đến 17 giờ 30 ngày 19 tháng 5. Chương trình trực tuyến đầu tiên được chia sẻ bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Chức sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nguyên Phó trưởng Bộ môn Di truyền, Đại học Y Hà Nội, chuyên gia di truyền hệ thống y tế Medlatech. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan, chuyên gia di truyền y học có 109 công trình nghiên cứu khoa học đã công bố ở các tạp chí trong nước và nước ngoài. Trong đó, một số công trình được áp dụng trong thực tiễn tại các bệnh viện sản trung ương cũng như các trung tâm sản khoa địa phương. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ là chủ nhiệm đề tài nhánh, đề tài cấp nhà nước, đồng chủ nhiệm đề tài cấp bộ, thư ký đề tài cấp bộ, nghiên cứu viên chính của các đề tài cấp nhà nước và cấp bộ. Với những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn dày dặn, những cống hiến trong ngành di truyền, Phó Giáo sư Ngọc Lan đã được nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận bằng các giải thưởng danh giá. Như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan trong hội thảo trực tuyến do Medlatech tổ chức lần này, sẽ là kho tàng kiến thức quý giá, cập nhật nhanh nhất tới y bác sĩ tham dự. Kính mời quý vị cùng theo dõi.